Hello mọi người nha, em chào cả nhà. Hello các bác. Có bác nào thấy em chưa mọi người? Chị nào thấy em cho em xin một dấu chấm nhé mọi người nha. Chị nào thấy em xin cho em xin một dấu chấm nhé mọi người. Các bác chia sẻ livestream nhiệt tình lên cho em mọi người này. Rồi em chào chị Đức Trung nhá. Của chị An Nhiên chưa thấy ai chốt đơn ở chị ơi nhắn tin vào trang biết cho bên em nhá. Nhấn giúp em tin nhắn vào phần trang pet cho bên em nhá. Rồi em chào chị Hương Lan Nguyễn Thị này, em chào chị Thương Bùi, em chào chị Nga Khương này, em chào chị Bờ Lúc Nhật, xin chào chị Hiền Cao nhá. Hello mọi người, em chào chị An Nhiên. Các bác vào chia sẻ nhiệt tình lên cho em, đêm muộn sẽ tặng quà. Chị ơi lên áo phông nam đi à? Ok, có lên phông nam nhá. Lát nữa em Hằng sẽ lên áo phông nam cho mọi người. Chưa hôm qua gọi điện chốt đơn cho em chưa? Nếu như chị yêu nào mình mà chưa được bên em gọi điện thoại chốt đơn thì các chị sẽ nhắn tin vào phần tin nhắn trang bếp cho bên em nhá. Nào bây giờ mỗi chị vào chia sẻ cho em Hằng một lần, em Hằng tặng một phần quà. Chia sẻ một lần cho em Hằng sẽ tặng một phần quà nhá. Hôm nay thì tại vì lên muộn rồi, đã lỡ mà lên muộn rồi này thì không cần phải chia sẻ nhiều. Chia sẻ một lần cho em Hằng sẽ tặng một phần quà cho các bác mình luôn. Đấy, mỗi chị yêu vào nha các chị nha, chỉ cần chia sẻ cho em Hằng một lần thôi là ok nha các chị yêu nhá. Đấy, hôm nay các chị này là em sẽ muốn tri ân quà cho tất cả mọi người. Nên là các chị yêu mình vào livestream cho em, chỉ cần nhấn chia sẻ cho em Hằng một lần nha. Em xin chào chị Trần Thảo này, em chào chị Lạ Thị Tiến ạ. Một áo kẻ đang mặc, ôi dồi em chưa cả like bác đã chốt rồi. Áo này của em là áo len mông tơ ghi đây chị này. Áo len mông tơ ghi hàng cao cấp nha các chị yêu nhá. Áo chị mặc bao nhiêu, áo em Hằng mặc lát nữa em Hằng sẽ lên chiên cho các chị với giá siêu siêu rẻ luôn, được chưa? Lát nữa em sẽ chiên nhá. Bây giờ mỗi chị vào like các chị này. Em ơi em đẹp ơi, áo đang mặc đẹp quá. Ok, em cảm ơn chị yêu nhá. Bây giờ các chị này mỗi chị vào chia sẻ là cho em một phần quà. Rồi, mỗi chị yêu vào nha các chị nha, chia sẻ like chị giúp em nào. Để em sẽ tặng mỗi chị một bộ đồ, đúng không ạ? Mà em sẽ tặng hẳn là đồ bộ luôn. Bây giờ nha các chị nha, là em Hằng sẽ tặng hẳn một bộ quần áo cho các chị mình luôn. Mọi người vào livestream các chị này chia sẻ giúp em và em sẽ cố gắng mà em tặng được nhiều. Hoặc là sẽ cố gắng nha các chị nha. Bản thân em sẽ gọi là sẽ muốn là không ngừng cố gắng mỗi ngày. Mỗi ngày là đều muốn cố gắng là sẽ mang đến những cái sản phẩm tốt, mang đến những cái sản phẩm mà các chị thích và mang đến cái sản phẩm rẻ đẹp cho mọi người. Đấy. Bây giờ em sẽ tặng cái phần quà này cho. Mà để nỗi mà em tặng nhiều em vừa lấy ông chồng em không thế, em bê nhiều phần quà tặng ra. Ông bảo sao tặng nhiều thế. Đây, bây giờ là sẽ tặng quà đồ bộ cho các chị, bộ quần lửng các chị ạ. Mọi người vào các chị nhá, nhớ là mình chia sẻ giúp em Hằng mọi người này. Mỗi chị chỉ cần chia sẻ cho em Hằng đúng một lần thôi, được chưa ạ? Để em Hằng tặng quà tri ân. Áo đẹp quá này, ok em cảm ơn chị nhá. Đấy, nhận được quà và hàng rồi rất chim ưng này, em cảm ơn chị Nguyễn Kim Oanh nhé. Tiếc quá hôm nay màu này đẹp hơn, màu nào cũng đẹp, tức là mỗi một cái các chị ạ, mỗi một màu thì nó sẽ đẹp một kiểu mọi người đấy. Ví dụ như cái sản phẩm mà nó rẻ mà nó đẹp với các chị thì mình có thể là mình mua hôm qua đã mua một màu rồi, hôm nay thấy thích cái ưng màu này mà giá cả lại rẻ thì các chị có thể là tậu thêm một chiếc nữa luôn nha các chị nhá. Đây, bây giờ này em sẽ tặng quà đồ bộ cho mọi người luôn, đúng không ạ? Các bác vào chỉ cần chia sẻ giúp em Hằng một lần thôi. Không cần chia sẻ quá nhiều, mà mình chỉ cần chia sẻ cho em Hằng một lần để em tri ân quà tặng. Sẽ cố gắng là em sẽ tri ân quà tặng nhá. Triển luôn em ok này. Áo chị mặc bao nhiêu? Em biết là các chị đang rất là thích áo và các chị đang rất là chờ mong áo. Em sẽ có lên áo các chị. Sẽ có lên áo, nhưng trước hết là em sẽ có một phần quà nho nhỏ em dành tặng các chị. Các chị sẽ bình luận cho em Hằng là tặng bộ lửng 27K kèm số đại cho em tất cả các chị luôn, được chưa? Này, tất cả các bộ lửng này nha, em xả không chọn màu. Cái bộ này bình thường là các chị mua nhá là 65.000 đây.
Bình thường sẽ là 65.000 một bộ. Bây giờ em sẽ tặng quà cho mỗi chị một bộ này với giá sẽ là 27.000 đồng. Cái này là em sẽ xả là chọn màu, à chọn cân nặng không chọn màu. 40 cân đến 62 cân cho em mà hàng quần lửng các chị ạ. Ghi cho em hàng là tặng bộ lửng 27K. Cộng số điện thoại cho em. Cái này bộ này của nhà em nó sẽ có nhiều màu. Nó sẽ có nhiều màu và em sẽ xả không chọn màu nha các chị yêu nhá. Bộ này thì em hàng sẽ xả không chọn màu, nó rất là đẹp rồi. Chỉ cần bình luận cho em này, đẹp không mọi người. Mà em sẽ tặng tất cả các chị luôn nhá. Bộ nào cũng đẹp các chị cho em nhỉ. Bộ nào cũng rất rất là đẹp luôn đó. Hôm nay chỉ cần vào livestream của bé Hằng chia sẻ một lần cho em thôi. Chia sẻ cho em Hằng một lần thôi nha các chị yêu nhá. Đây, size đến 62 cân cho em hàng quần lửng hết. Được chưa ạ? Hàng của em sẽ là quần lửng nhá. Bộ này rất đẹp, chị nhận rồi. Em cảm ơn chị Hồng Nhung Nguyễn này. Đây, bây giờ sẽ tặng quà cho mọi người là 27.000 đồng. Chỉ với giá là 27.000 đồng nha các chị ơi. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào mọi người. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi, các chị nhìn bộ xinh chưa? Bộ này xinh không các bác? Quá là xinh luôn. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Trời ơi, nó đẹp nhức mắt. Nó đẹp mê ly và nó đẹp mê mẩn cho các bác mình luôn. Đấy, nhưng mà em bảo rồi, hôm nay em chơi lớn các chị ơi. Các chị thấy hôm nay em Hằng chơi lớn chưa ạ? Chơi như thế này các bác khoái không mọi người? Đây, bây giờ em tặng các chị 27.000 một bộ đồ đây, ai làm được? Ai làm được các chị? Không ai làm được, không ai sản xuất được, không ai bán được. Nhưng mà em Hằng tặng cho mọi người. Chỉ cần chia sẻ một lần, không cần phải chia sẻ quá là nhiều. Không cần phải chia sẻ 5-10 lần nhá. Tặng em một bộ. Chị ơi, chia sẻ cho em một lần là được tặng luôn chị ạ. Đấy, em bảo rồi, hôm nay em hứa danh dự luôn nhá. Hứa danh dự với các chị yêu của em. Chị nào chia sẻ cho em Hằng một lần ở chế độ công khai đó là được nhá. Bình luận cho em mã hàng là tặng bộ lửng 27K. Cách số điện thoại cho em để em bắt đầu chốt đơn nào. Cái này thì em sẽ xả là chỉ chọn gì ạ? Em xả sẽ chỉ chọn cân nặng nhé, không chọn màu giúp em. Được màu nào thì các bác sẽ hoan hỉ cho em nhé các chị nhé. Hoan hỉ giùm em. Từ 40 cân đến 62 cân là sẽ có size mặc vừa nhá. Nào bây giờ em bắt đầu chốt đơn nhé. Các chị thả tim mà em bắt đầu chốt một loạt này. Bây giờ mỗi chị yêu cho em xin một nút thả tim. Đó là em sẽ bắt đầu tặng một loạt bộ 27.000 đồng. Một loạt luôn nha các chị yêu nhá. Chia sẻ nhiệt tình cho em nào. Bình luận liên tục cho em để các chị có đơn nhá. Đó, các chị thả tim và em sẽ bắt đầu chốt đơn. Em thấy bắt đầu nhiều tim lên là bắt đầu đọc chốt luôn cái bộ với giá sẽ là 27.000 đồng nhá. Tặng bộ lửng 27.000 chị Tuyết Nguyễn Thị này. Rồi của chị Thu Hậu có một bộ. Em mua nhiều quần áo nhà chị rồi. Ok, cảm ơn chị yêu gì nhỉ? Chị Oanh chị một bộ này, chia sẻ nhiệt tình cho em mọi người này. Tặng bộ 27.000 cho em không chọn màu nhá. Tình yêu chọn màu không có đơn đâu. Chị Nghĩa Hoàng, chị Thu Thu Hương, bình luận cho em hàng số điện thoại mọi người ơi. Ai cũng khen đẹp, mong được tặng bộ lửng, chia sẻ livestream cho em một lần thôi các chị yêu ơi. Rồi chị Thu Hằng có này, bình luận liên tục lên cho em để mình có đơn, để mình không bị ẩn comment nào các chị yêu ơi. Đấy. Chị Nghĩa Hoàng, chị Hồng Nhung Nguyễn, chị Nguyễn Thanh, chị Chiêm Hà, không chọn màu cho em nhé mọi người nhá. Rồi chị Nguyễn Hoa cũng có luôn, chị Thúy Lê, chị Nguyễn Hằng, chị Nguyễn Thanh, chị con bé Hà Tiêu. Phải kèm số điện thoại cho em lên nhé mọi người ơi. Rồi chị Điệp Cúc này, chị Oanh Nguyễn này, chị yêu nào đây ạ? Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chị Nguyễn Xíu này, của chị Thúy Ngọc Lương, ok chị này. Bộ lửng 27.000 kèm số điện thoại mọi người ơi. Đẩy số điện thoại lên giúp em nào các chị nào. Em thấy là rất là nhiều chị bình luận mà không có số điện thoại. Rồi chị Nhỏ Út này, chị Nguyễn Lý này, chị Đan Nụ này, chị Sen Hồng này. Bộ lửng 27K giùm em các chị ơi. Rồi chị Luyến Trần, chị Đỗ Thu Hiền, chị Tuyết Trần, chị Phạm Huỳnh, chị Mai Trúc. Mọi người phải lên cho em cả số điện thoại nữa. Trời ơi, rất là nhiều comment mà không có số điện thoại. Rồi chị Thu Hoài, ok này. Chị Hoài Trần này, chị Nguyễn Lý này, chị Cún Lười này, chia sẻ một lần cho em nó có bộ lửng 27.000 nhá. Chia sẻ cho em một lần. Rồi chị Nguyễn Huyền, ok chị này. Bình luận cho em mọi người này là bộ lửng 27.000 cho em mọi người. Bộ lửng 27.000 đồng. Rồi chị Nguyễn Huyền, ok, có một bộ luôn. Có một bộ luôn. Chỉ cần mọi người chia sẻ cho em Hằng một lần thôi, không cần chia sẻ nhiều, là hôm nay mình sẽ tặng quà cho mọi người luôn nhá. Chị Hồng Nhung Nguyễn, ok chị này. Chị Nguyễn Tuyết, ok chị này. Bộ lửng 27.000 này. Của chị Gia Dụng, ok chị này. Bình luận cho em Hằng là bộ lửng 27.000 cho em. Bộ này nhà em xả không chọn màu, các chị thông cảm cho em tặng hết mọi người. Em tặng sốc. Em tặng sốc các chị cái bộ lửng mọi người này không chọn màu giùm em nhá. Chỉ chọn cân nặng cho em thôi. Rồi chị Nguyễn Hoa các chị này, bình luận liên tục lên cho em nhé mọi người nhá. Rồi của chị Thu Thu Hương, ok. Chỉ chọn
cân nặng không chọn màu giùm em ạ. Rồi chị Đặng Hiền ok chị này. Chị Trần Chuyên ok một bộ. Chị Hảo Nguyễn ok một bộ. Bộ lửng 27.000 đồng. Kèm số lại cho em nhé mọi người nhé. Chị Ngọc Lan lên số lại cho em. Chị Nguyễn Hảo ok chị này. Bộ lửng 27.000 các chị ơi, bình luận liên tục lên cho em mọi người này. Bộ lửng 27.000 đồng mà kèm số lại cho em. Chia sẻ nhiệt tình cho em nhé. Từ 40 cân đến 62 cân cho em là các chị sẽ có size mặc vừa. Lên luôn cho em ạ. Bộ lửng 27.000 cho em. Bộ lửng 27 cho chị Đặng Hiền, chị Nguyễn Tuyết, chị Loan Trần, 27.000. Chị Trần Chuyên, chị Thảo Quân Đức, 27.000 đồng. Chị Vương Hà. Màu nào cũng đẹp các chị ạ. Màu nào cũng rất là đẹp luôn nhé. Chị Dung Mai. Được màu nào thì các chị sẽ hoan hỉ cho em. Chị Văn Trần, chị Thương Lộ. Được màu nào các chị hoan hỉ cho em, màu nào cũng đẹp. Chị Nguyễn Đình. Màu nào cũng rất là đẹp luôn các chị này. Đây. Màu nào cũng siêu xinh nhé mọi người nhé. Các chị sẽ lên đơn cho em mà hàng là bộ lửng 27.000 đồng cho em. Chị Vân Trần. Bộ lửng 27.000 đồng các chị này xinh quá trời luôn mọi người, đẹp lắm ý. Chọn cân nặng cho em nhé, đến 62 cân. Đến 62 cân cho em là các chị sẽ mặc vừa. Lên đơn cho em mà hàng sẽ là bộ lửng 27.000. Chị Thu Mùa. Bộ lửng 27.000 đồng các chị yêu này. Cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. Siêu đẹp cho các chị luôn nhé mọi người nhé. 27.000 đồng một bộ. Chỉ cần lên đúng mã hàng cho em thôi là bộ lửng 27.000 cho em xong em sẽ qua mã nhé. Chị Tân Tân. Rồi sẽ qua mã các chị này. Rồi chắc hết rồi. Chắc là hết rồi. Khiếp em thấy sợ comment của cái mã này luôn. Comment của cái mã này nó lên của lần lên. Lên như gió luôn các bác ơi. Rồi tiếp luôn lên áo đang mặc. Đây. Chị Phương Bùi, chị Thị Hồng. Áo đang mặc người ta đang bán là 250.000. Đẹp lắm các chị ạ. Các chị đang tiếc các chị ạ. Đây, lúc đầu con chị đang bảo là tiếc quá, màu này đẹp hơn màu hôm qua mà em cười đau hết cả bụng các chị ơi. Đây, mỗi cái nó đẹp một kiểu. Các bác đang tiếc là hôm nay có cái màu đẹp quá, hôm nay có màu xinh quá, hôm nay có màu phê quá, hôm nay có màu yêu quá luôn. Mẫu rất là đẹp luôn các chị này. 38 cân đến 58 cân cho em mẫu này nhá. Hàng Quảng Châu các chị ạ. 38 cân đến 58 cân cho em là các chị sẽ mặc vừa hàng này của em mà rất là xinh luôn. Mẫu này thì bao xịn nha các chị nhá. Xịn sò con bò luôn mọi người. Kiểu kiểu là nó xịn ơi là xịn luôn nha các chị. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên cho em được chưa ạ? Cái mã này hôm nay nha các chị nha, người ta bán là 250. Thì em Hằng sẽ chi ân cho mọi người mỗi chị một chiếc này. Mỗi chị một chiếc nhá. 38 cân đến 58 cân các chị sẽ mặc vừa cho em. Và mình sẽ lên đúng cú pháp là K1 và kèm số lại cho em. K1 cách số điện thoại cho em 250.000 và em Hằng chia cho các chị yêu mỗi chị một cái nhé các chị yêu nhé, với giá sẽ là 89.000. 89.000 là một chiếc, một người hàng Quảng Châu bao đẹp cho các chị luôn, siêu đẹp mã này nha các chị yêu nha. Mình sẽ lên đơn cho em mã hàng là K1 giùm em. Em là thấy em nói thật sự là nó đẹp nhức nách, gọi là đẹp nhức nách cái mã này luôn mọi người ạ. Đó mà em này là hàng hot trend nha các chị nha. Mẫu này là toàn các hot girl chụp ảnh selfie và người ta đăng order các chị ạ. Mà hàng này phải order nhá. Người ta đăng order giá toàn là 250 đến 299.000. Tại vì áo này của em thì là hàng Quảng Châu, mà nhà em thì là hàng có sẵn cho các chị em mình luôn đây. Hàng nhà em là em lấy sẵn về chứ không phải đợi order phải 1 tuần hoặc là 10 ngày gì mới có hàng. Gia dụng K1 cho em. Đó, Quân Đức. 38 cân đến 58 cân cho em mặc vừa và em bán các chị là 89.000. 89.000 một chiếc nha các chị yêu nhá. Mình sẽ lên đơn cho em mã hàng là K1 giúp em. K1 và kèm số lại cho em là bên nhận đơn. 89.000 một chiếc. 89.000 đồng các chị yêu ơi. Mình sẽ lên đơn cho em mã hàng là K1 giúp em nhá. Quá xuất sắc mã này các chị yêu ơi. Siêu đỉnh cho các chị luôn. 89.000 đồng cho em một chiếc. Đẹp nhất nách các chị ạ. 89.000 đồng cho em nhá. Mình sẽ lên đơn cho em là K1 cho em. Siêu đẹp cho các bác luôn được ạ. 89.000 đồng. 89.000 đồng một chiếc các bác này. Mình sẽ lên chị đơn cho em là K1 cho em. Chị Nguyễn Thanh. Quá trời đẹp, chị quá Phương. Trời xinh luôn các chị ơi. Đây. Chị Pháp Võ. Vừa đẹp này. Chị Bùi Bé. Vừa rẻ chị này. Hoa Hồng Đỏ. Đó. Tặng các chị yêu mình sẽ là 89.000. 89.000 đồng. Lên luôn cho em mã hàng sẽ là K1 cho em nhé. K1 và kèm số lại cho em. Xinh lắm các chị ạ. Hàng chuẩn, chị hàng Quảng Châu cho em. Hàng Quảng Châu rất là xịn và đẹp luôn nhé mọi người nhá. Giá chiên cho các chị là 89.000 đồng cho em. Đó. Bao các chị mình là chuẩn từng cm. Và mọi người sẽ được kiểm tra hàng. Mẫu này các chị sẽ được kiểm tra hàng các chị yêu nhá. K1 cho em. Giá chiên cho các chị sẽ là 89.000 đồng. Chị Thu Xuân. 89.000 đồng một chiếc nha các bác mình nhá. Lên đơn cho em hàng là K1 cho em.
K1 và cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn cho mọi người nha. Siêu siêu đẹp của các chị luôn này. Tặng các chị yêu mình là 89.000. 89.000 là một chiếc cho các bác nhé. Lên đơn cho em mà hàng sẽ là K1 cho em được, treo cái mã ở sân combo này. Yuki Nguyễn, chị Xuân Lê có đơn ạ. Combo 3 màu ấy, tính xem tham khảo. Rồi tiếp theo em sẽ lên các chị một mã nữa siêu đẹp luôn. Đây là các chị một mã thì siêu siêu đẹp các chị này. Mỗi bác mình sẽ chia sẻ lá chim cho em một lượt. Bác nào mình chưa chia sẻ này các chị bấm chia sẻ lá chim cho em nhá. K1 cho chị Dung Lê, chị Oanh Nguyễn, chị Mây Vũ. K1 cho em mọi người này. Chị Lý Anh Đức, chị Thái giá Bảo. Giá trị ân cho các chị yêu mình sẽ là 89.000. Chị Thỏ Lê có đơn ạ. 89.000 đồng một chiếc mọi người này. Đây. K1 cho chị Xuân Lê. Cái này em sẽ tặng Cúc. Siêu rẻ nhé mọi người. Mỗi chị cho em xin chị một nút chia sẻ. Chị Thúy Hồ, chị Lâm Ngọc, chị Phạm Hòe, chị Hải Anh. Rồi ôi mã này mà các bác không săn được là hơi bị tiếc luôn. Chị Nga Trần. Em nói thật là Trần. Nếu như mã này mà mình không săn được là hơi bị tiếc luôn nha các bác nhá. Đó. Chỉ duy nhất nhà em hàng là có giá này thôi. Sẽ không có nhà nào có giá này các chị yêu nhá. Đây các chị cho em mọi người này. Áo này rất là đẹp luôn. Vừa đẹp vừa mát thì các chị yêu nhá. Em này thì vừa đẹp các chị này, vừa mát vừa mềm đó, không bị hở nha các chị nha. Mẫu này sẽ không bị hở các chị yêu này. Em sẽ tặng quà cho mọi người bình thường là 69.000 một cái. Mã này nha các chị nha, bình thường là 69.000 đồng một cái này, nhưng mà riêng hôm nay đi em tặng các chị 45.000 đồng 3 chiếc cho em. 45.000 đồng 3 chiếc các chị sẽ lên đơn cho em mã hàng là K2 thì em một combo các chị này. Các chị nhìn giùm em nhá, một combo 3 áo này các chị mua 69.000 một chiếc. 69.000 đồng một chiếc, bây giờ em tặng các chị là 45.000 đồng là 3 chiếc cho em. 45.000 đồng 3 chiếc và sẽ là 3 màu khác nhau. Chứ không phải là 45.000 là các chị được 1 chiếc nha các chị yêu nhá. Mà ngày hôm nay 45.000 đồng các chị sẽ được là 3 chiếc luôn giùm em. Đó, mình sẽ lên luôn cho em mã hàng là K2 cho em nhá. K2 cộng số điện thoại cho em là bên nhận đơn. Duy nhất một livestream mà có cái giá yêu thương như thế này các chị yêu nhá. Mình sẽ lên đơn cho em là K2 cho em. Giá sốc luôn các chị yêu ạ. 45.000 đồng 3 chiếc. Chị Trần Ngọc, chị Nga Trần, chị Thảo Cao. 45.000 đồng 3 chiếc các chị yêu. Mình sẽ lên đơn cho em mọi người nhà K2 giùm em. K2 các chị ạ, 45.000 đồng 3 cái. 45.000 đồng 3 chiếc nha các chị yêu nhá. Lên luôn cho em mã hàng là K2 cho em. Cái giá siêu sốc cho các bác luôn. Bình thường là 69.000 mọi người ạ. Áo này các chị này, xù lông em đền tiền, sổm lông em đền tiền. Chất nóng em cho các chị trả lại hàng luôn. Nói chung là nếu như 45.000 ba cái áo các chị ạ, hàng xấu này em cho các bác trả lại hàng, được kiểm tra hàng trước cái thanh toán cho em. Mình sẽ lên đơn cho em mã hàng là K2 cho em 45.000. 45.000 đồng là 3 chiếc cho em một combo các chị ạ. Một combo mình sẽ có 3 chiếc áo cho em mà có giá là 45.000 thôi. Chị Loan Trần, chị Trần Nấu. 45.000 đồng các chị sẽ có là 3 chiếc nha mọi người nhá. Mình sẽ lên đơn cho em mã hàng là K2 giúp em. 3 chiếc cho chị Thu Nguyễn đi. K2 mọi người ạ, 45.000. 45.000 ba cái các chị yêu ơi. Lên luôn cho em mã hàng sẽ là K2. K2 các chị này, đây. Một combo 3 cái nhá. 45.000 một cái cũng đã là rẻ rồi. Nhưng mà của em bán ra các chị là 45.000 ba chiếc. 45.000 đồng sẽ là 3 chiếc luôn nha các chị yêu. Giá quá là sốc luôn mọi người này. Lên luôn cho em mã hàng là K2 giùm em. K2 các chị này, đây. Một combo các chị này, 69.000 một cái mà em chị ân 45.000 ba cái. 45.000 đồng 3 cái nha các chị yêu nhá. Đó, tím này, cam này và màu xanh than cho em 45.000. 45.000 đồng 3 chiếc. Mã hàng sẽ là K2 giùm em. K2 này, kèm số lại cho em này, em chốt đơn cho mọi người nhá. 45.000 3 chiếc các bác ơi. Lên giùm em mã hàng là K2 cho em. Em chuẩn bị lên một cái mã siêu sốc cho các bác luôn. Một cái mã gọi là cực hot nhá mọi người nhá. Đây anh ơi, anh bê thêm cho em áo kia. Bê thêm cho em để em lấy nhé. Anh dòng bê thêm cho em nào. Rồi các chị yêu mọi người chia sẻ lá chim cho em. Bây giờ các chị phải chuẩn bị tinh thần săn cho em mã này. Đẹp lắm ấy mọi người ạ. Đây. Anh ra thì bê thêm cho em nhé. Đây. Mã này mà các chị mà không săn được là hơi bị tiếc luôn các chị ơi. Các chị chuẩn bị tinh thần để em lên mã cho mọi người này. K2 cho em này. Trước đây cho chị Lê 4, chị Mai Phạm, chị Hằng Phong, chị Nguyễn Vân, chị Trang Nguyễn, chị Quý Nguyễn, chị Trúc Đào. K2 cho em nhé mọi người nha. Đây. Rồi, bây giờ sẽ lên hàng VIP cho các chị. Bây giờ sẽ lên các chị hàng VIP cho mọi người này. Đây. Mình cho em hàng này các chị này, đỉnh luôn nhá. Mỗi bác chia sẻ lá chị giúp em một lượt mọi người. Bác nào mình chưa chia sẻ mọi người này, bấm chia sẻ lá chị giúp em.
đỉnh luôn nhé mọi người nha. Rồi ôi mà đẹp quá mọi người. Sợ thật cái mức độ phê của nó. K2 cho chị Quý Nguyễn rồi ạ. K2 cho chị Nguyễn Phụ 3 chiếc. 45.000 đồng nữa chị ạ. K2 3 chiếc cho chị Ngọc Hưng Đoàn, chị Phương Minh, chị Thuận Đỗ. K2 cho chị Chu Kiểu, chị Phạm Thị Hoa. Ôi trời ơi mọi người. Thế này bảo sao không phê. Em nói thật. Thế này thì bảo sao mà không phê, bảo sao mà không mê các bác ơi. Nó quá là tuyệt vời rồi, em không biết dùng từ gì để miêu tả nữa rồi mọi người ơi. Phải gọi là nhức cái nách. Đúng phải gọi là nhức cái nách các bác ơi. 38 cân đến 60 cân cho em. Trời ơi đẹp quá. Đứng hình mất 5 giây mã này các chị ơi. Em đứng hình mã này mất 5 giây mọi người ạ. Bởi vì nó đẹp à, xuất sắc. Hồng nhỏ. Nó đẹp xuất sắc mã này các chị này. 38 cân đến 60 cân. Chị Bùi Tố Nga. 38 cân các chị yêu. Chị Hoa Hồng Đỏ, chị Toàn Vương. Hàng nhà em các chị này. Đây. Hàng nhà em này cũng nguyên tẹp, nó nhìn nó các chị này. Nhìn nó có phê không các chị ơi. Có nguyên tẹp, nó có lông lốc như này ra mọi người này. Lên luôn cho em mã hàng là K3 dùm em. K3 cho em các chị ơi, 89.000 đồng cho em. 89.000 đồng nhá mọi người nhá. Lên dùm em mã hàng sẽ là K3 này. Cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. Phải gọi là đúng. Bán em này nó sướng các chị ạ. Bán em này cũng sướng cơ. Hàng đẹp tự tin cho các khách hàng luôn. Đây. Nhận hàng các chị cứ kiểm tra hàng cho em thoải mái các chị ạ. Hàng Quảng Châu nha các chị nhá. Dệt kim đẹp chuẩn xịn cho em luôn. 89.000 đồng chốt luôn cho em mã hàng K3 cho em. Nó cứ gọi là xuất sắc kiểu gì ấy mọi người. Nó cũng là đẹp kiểu là nó có bị lung linh ấy mọi người. Đây. Mình sẽ lên cho em mã hàng là gì ạ? Bình luận giúp em mã hàng sẽ là K3 dùm em. K3. K3 các chị này. K3 các chị yêu này. 89.000 đồng cho em. Người ta đang bán là 200 mấy các chị này. Ôi. Nó cứ gọi là mê đi, cứ gọi là xuất sắc các chị ạ. Này. Tri ân cho các chị yêu mình với giá nha các tình yêu nhá. Giá của các bác mình mọi người này sẽ là 89.000 đồng cho em hàng này. K3 cho em các chị này. Sổ ôi. Cái này các chị mặc cùng với chân váy cũng đẹp. Mặc cùng với quần sóc cũng đẹp. 89.000 đồng. Chị Đoàn Mỹ có đơn. 89.000 đồng. 89.000 đồng các chị yêu. Chị Huỳnh Tâm. 89.000. Chị Nguyên Đoàn. Các chị lên đơn cho em. Chị Phạm Hồng Nhung. K3 và kèm số lại cho em. Chị Hiu Kỳ Nguyễn. K3 các chị này. 89.000 đồng. Chị Thu Lê. 89.000 đồng các chị ơi, lên cho em mã hàng là K3. Các chị Hải Hà, chị Thủy Tiên. K3 và các chị cộng số điện thoại cho em nhé mọi người nhá. Chị Kim Lan có. Trời ơi nó đẹp, nó đẹp, nó là đẹp. Đẹp mê mẩn luôn các bác ơi. Trời ơi. 89.000 đồng các chị ơi, 38 cân đến 60 cân. 38 cân ạ, đến 60 cân cho em các chị mặc vừa. Cảm ơn chị yêu rất là nhiều nhá, cảm ơn bác. Cảm ơn bác rất rất là nhiều luôn. Đây. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Giang. K3 dùm em các chị yêu ơi. K3 cho chị Nguyễn Hòa. 89.000 đồng. 89.000 đồng các chị yêu ơi. Lên dùm em mã hàng sẽ là K3. Chị Nguyễn Hằng. 89.000. 89.000 ạ. 38 cân đến 60 cân. Dù cái này đẹp quá mọi người. K3 cho chị Quần Lò. Chị Thu Ta Chi. 89.000. Chị Nguyễn Cảnh. 89.000 đồng các chị ơi. Lên dùm em mã hàng là K3 cho em. Xuất sắc. Xuất sắc. Em cũng chỉ biết dùng một từ xuất sắc mã này các chị ạ. Này. Chị Hải Nguyên, chị Hải Nguyên tẹp các chị nhìn này. Lên cho em mã hàng là K3 cho em. K3 cho chị Pháp Võ. Giúp em xong lúc này lên bột nam đâu các chị. Cho em cái màu còn một màu nữa anh. Cái màu nữa anh biết là chị Hương Hoàng ngon bổ hai màu khi có rồi. K3 cho chị Hiệp Ngọc. Các chị ơi hôm nay còn có bột nam nữa mọi người ạ. Trời ơi, hôm nay em hàng còn có cả bộ nam nữa mà em tri ân cơ, còn một màu nữa anh ra lấy cho em cái màu đấy nhá. Cho một màu đấy, một đỏ. Rồi mọi người ơi, K3 cho em các chị này 89.000. Tí nữa em sẽ bán là các chị bộ nam. Trời hôm nay đỉnh chóp các chị, hôm nay rất là nhiều hot cho các chị luôn. K3 cho em K3 cho chị 38 cân đến 60 cân cho em các chị mặc vừa. Đẹp quá mọi người ơi. Cái cổ này phê mọi người. Hàng cao cấp nhìn nó nét căng các chị ạ. Nhìn cái áo này nó nét căng luôn và nó rất là đẹp luôn. Form dáng. Form dáng đều rất rất là đẹp luôn. Giá tri ân các chị yêu mình sẽ là 89.000 đồng. Chị Lê Thị Mỹ 89.000 đồng các chị ạ. Các chị sẽ lên cho em mã hàng là K3 giùm em nhé. Bác Dũng, chị Thúy Vũ. K3 các chị này cộng số lại cho em. Rồi chị Tranh Diệp ok có K3 chị này.
K3 cho em mà người này 89.000 đồng cho em nhé. Có được kiểm tra hàng không có tình yêu ơi. Các chị kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em. Phí ship của nhà em là đồng giá 30.000 đồng cho một đơn hàng nhé. Rồi K3 của chị mà bay ban thị bay ô các chị 7 ban thị 7 ô các chị này. K3 giùm em các chị này. Đẹp quá em ơi, nó ok em, cảm ơn chị yêu nhá. Giá sẽ là 89.000. 89.000 đồng cho các chị yêu nhá. Mình cứ lên đúng mã hàng cho em là K3 cho em là các chị sẽ có đơn này. Rồi chị Hưng Diệu K3 cho em xin số lại bác ơi. K3 của chị Thơ Chiêu ok có luôn, đẹp quá, cảm ơn chị nhá. Giá là 89.000 đồng cho em. 89.000 đồng một áo em Hằng đang mặc ạ. Rồi của chị Trần Sâm ok có K3 chị yêu này. Đẹp quá luôn mọi người ạ, K3 cho em. K3 cho em này, xong em chuẩn bị chuyển sang bột nam. Em chuẩn bị lên bột nam với các bác nhá. Đây, có chị nào hóng bột nam không ạ? Chị nào hóng bột nam mà chị Thúy Thanh, từ đầu mùa hè giờ em chưa có bộ nam bán. Chị Tranh Diệp, từ đầu mùa hè giờ các chị em chưa có bộ nam bán các chị. Mà ngày hôm nay em có bộ nam chiên các chị này. Duy nhất ngày hôm nay là có bộ nam thôi. Các chị chuẩn bị tinh thần này, em lên chiên bộ nam. Đức Nguyễn, chị Hương em mà chiên là sẽ siêu siêu rẻ các chị này. Sẽ rất là rẻ nha các chị nhá. Này, một cái bộ thể thao các chị mua Nam, có những bộ thể thao mà chồng em mua 180-200 luôn đấy. Phương 180-200.000 luôn các chị ơi. Mọi người chia sẻ live stream của em các chị này. Đây. Em Hằng sẽ chia cho các chị bộ nam nhá mọi người nha. Chúng ta cho chị Trầm Lê, chị Lý đẹp Anh Đức sắc luôn các chị này. Bộ nam nha các bác nhá. Đây. Lý Anh Đức có được ạ. Chưa hôm nào có bộ nam. Em nói thật. Chưa hôm nào có bộ nam nha các chị yêu nhá. Hôm nay sẽ chia cho các chị bộ nam. Đẹp nhức nách các bác ơi, mọi người nhìn cho em này. Một bộ nam nhưng mà hôm nay sẽ có giá yêu thương. Hôm nay sẽ có giá hết sức yêu thương nha các chị yêu nhá. Mọi người chia sẻ livestream giùm em này. Em bộ nam nhà em các chị cho em là đỉnh chóp luôn nha mọi người nha. Mỗi bác chia sẻ livestream giúp em một lượt. Bộ nam các chị cho em mọi người này. Đẹp lắm luôn nha mọi người nha. Đây. Bộ nam em sẽ tặng quà tri ân cho các hình luôn. Bộ nam nhà em sẽ có size 80 cân. Bộ nam sẽ có size đến 80 cân luôn nha mọi người nhá. Và em nói luôn là riêng hàng nam các chị đợi em nhân lại giá. Đợi em các chị em sẽ nhân lại giá và em sẽ tri ân cho các bác mình luôn mọi người này. Mỗi bác chia sẻ cho em một lượt. Đây. Bộ nam mình thường các chị mua 120 đến 150, 180.000. 120, 150, 160 và 180.000 đồng một bộ. Đấy là giá là một bộ nha các chị yêu nhá. Đẹp chưa mọi người cho em này. Đây. Mà hàng của em là đủ size đến 80 cân. Mà hàng mác xanh các chị này. Hàng của em sẽ là hàng mác xanh nha các chị nhá. Đây đẹp chưa? Size từ 50 cân đến 80 cân cho em. Đó. Túi quần hai bên này có khóa kéo nhá. Đây. Túi quần hai bên sẽ có khóa kéo hết luôn cho mọi người. Các chị sẽ lên cho em mã hàng là gì ạ? K3 giùm em. À K4 cho em xin lỗi nhá. K4 cho em mọi người, em tặng mỗi chị yêu mình một bộ này. Với giá sẽ là 99.000 đồng một bộ. 99.000 đồng một bộ và em sẽ tặng thêm một bộ nữa là hai bộ. Tức là 99.000. Mọi người sẽ được hai bộ cho em luôn. Được chưa? Được chọn màu thoải mái này. Em sẽ có màu đỏ, màu xanh và màu đen. Đỏ này, xanh này và màu đen cho em nhé. Và sẽ đầy đủ size số cho mọi người. Đầy đủ size số cho mọi người là từ 50 cân đến 80 cân. 50 cân các chị này đến 80 cân cho em nhé. Là sẽ mặc vừa. Mình sẽ lên đơn cho em mà hàng là K4 giúp em. K4 các chị này 99.000 đồng trên 2 bộ cho em. Bình thường là 99.000 mỗi nhưng em tặng các chị thêm một bộ. Là 99.000 đồng sẽ là 2 bộ nhé. 99.000 đồng sẽ là 2 bộ cho em, được chưa ạ? Lên luôn cho em nhé mọi người nha. Mã hàng của em sẽ là K3 giúp em. K4 cho em. K4 cho em được lựa chọn màu thoải mái nhá. Lựa chọn màu thoải mái các chị ơi, màu đen, màu xanh và màu đỏ giùm em. Đây, đen xanh đỏ các chị này, ba màu nhá. Các chị lựa chọn màu thoải mái giùm em. Chúng ta cho chị Bùi Tố Nga 99.000 đồng trên 2 bộ. Chị Lê Hải Lăng 99.000 đồng 2 bộ các chị yêu ơi. Chị Rona được lựa chọn Phui màu thoải mái giùm em luôn. Các chị thích lấy màu gì cũng được. Thích lấy màu K3, gì cũng được nhá. K4 nào em mặc là K3, bộ nam là K4. Bộ nam thì sẽ là 99.000 đồng 2 bộ. 99.000 đồng trên 2 bộ Thành. Mình sẽ lên đơn cho em mã hàng là K4 cho chị Ngọc Thành. K4 là bộ nam 99.000 2 bộ. 99.000 trên 2 bộ đây các chị này. Chị Nguyễn Hùng Thơm. Mình sẽ lên đơn cho em mã hàng là K4 giúp em, bộ nam các chị.
nhớ là bộ nam này nhà em là có hàng size đại, chị Thanh Nghiệp có hàng size đến 80 cân luôn. Cho 42 bộ cho chị Đoàn Mị. Size đến 80 cân. Đến 80 cân nha các chị nhá. Em chị có 3 màu này. Trang, chị Phạm Thùy. Mát lắm các chị ạ. Hai đẹp bộ dã man luôn các chị ơi, rất là mềm và đẹp luôn này. Chị Ân cho mọi người các chị này. K42 bộ cho chị. K4 em rẻ quá mọi người. Hai bộ cho chị Bảo Ngọc. Chị Ân cho các bạn luôn nhé mọi người nhá. K4 cho chị Thanh Thủy. Rẻ đẹp mọi người này. Siêu siêu rẻ mà siêu siêu đẹp cho các chị luôn. 99.000 hai bộ. 99.000 các chị được tận là hai bộ cho em mọi người ạ. Mình sẽ lên đơn cho em mọi người này. Mã hàng sẽ là K4 giùm em. 99.000 đồng trên hai bộ nha các chị yêu nhá. Rẻ quá mọi người. 99.000 hai bộ mọi người này. Lên đơn cho em mã hàng sẽ là K4 giùm em. Hồ Minh Hiền có K4 các chị này. Bình thường 99.000 chỉ mua được một bộ thôi. Hôm nay các chị mua được hai bộ luôn. Chị Hà Bích 2 bộ. K4 cho em mọi người ạ. Chị Thu Mùi 2 bộ. K4 và các chị kèm số mạng cho em là bên em chốt đơn nhá. Chị Nga Đức có đơn. Dịp sò dã man luôn các chị này. K4 cho chị Bảo Hồng. 99.000 cho chị Xế Ngô. 99.000 trên 2 bộ. Cho đơn 2 bộ cho chị Nam Nhi, chị Thu Vân. 99.000 trên 2 bộ các chị ạ. Mình sẽ lên đơn cho em mà hàng là K4 luôn. 2 bộ cho chị Lê Thị Mỹ Ngọc. K4 các chị ạ, cộng số điện thoại cho em. Màu này đầu tiên cho em sẽ là màu đỏ mọi người. 2 bộ cho chị Hèn Cao. Màu đỏ này. 2 bộ cho chị Hoa Trần Thị. Và màu đen cho em nhá, 99.000 2 bộ. 99.000 cho chị Nhàn Trần Hân. 99.000 các chị được 2 bộ. Trời ơi. K4 cho chị nó Bảo rẻ Hân. Ơi ơi là rẻ luôn các chị, lên cho em chị hàng là K4. 2 bộ. 2 bộ cho chị Thuận Nò. Chị Bảo Nguyễn có đơn. K4 nha các chị yêu nhá. Chị Đỗ Lương có đơn. Đây, bộ nam nhà em các chị này. Quần có túi hai bên. Quần nhà em sẽ có túi hai bên hết luôn nhé mọi người nhá. Mình sẽ lên đơn cho em. Này. Quần của em các chị ạ, túi đều có khóa kéo hết luôn. Đây. Mình sẽ lên đơn cho em mã hàng là K4 cho em này. K4 các chị yêu ạ, cộng số điện thoại cho em này. Rất rất là đẹp cho mọi người luôn nhá. Đây. Lên đơn cho em hàng mã hàng sẽ là K4 cho em. K4 các chị yêu này, kèm số điện thoại cho em. Siêu siêu đẹp cho các bác luôn mọi người. Đây. 99.000 đồng sẽ là 2 bộ. 99.000 đồng 2 bộ nha các chị yêu nhá. Lên đơn cho em mã hàng sẽ là K4 cho em này. Đây. Đẹp xuất thần và đẹp nhất này. Đẹp lắm luôn các chị ạ. K4 giùm em mọi người này. Hai bộ cho chị Nga. Chi ân cho mọi người siêu siêu rẻ luôn nha các chị nhá. Đây. K4 cho em mọi người này. Đẹp lắm luôn nhá mọi người. Lên đơn cho em mã hàng sẽ là K4 giùm em. Hai bộ cho chị Quỳnh Phạm. K4 các chị này. Chi ân siêu siêu rẻ nhá mọi người nha. 99.000 đồng hai bộ cho em. Đây. Trời ơi. Săn gọi là phải gọi là săn bao nhiêu ngày các chị, săn bao nhiêu ngày mới có bộ nam luôn. 99.000 đồng trên hai bộ cho em đó. Đây là 99.000 hai bộ cho các chị yêu nhá. Size sẽ là từ 50 cân đến 80 cân. 50 cân đến 80 cân. Áo em mặc là K3 các bác ơi. Áo em mặc mã hàng sẽ là K3 nhé, giá là 89.000 cho chị Đỗ Thu Phương. Áo em mặc là K3 này, 38 cân đến 60 cân các chị mặc vừa. Đó. Và chỉ với giá áo em mặc là 89.000 thôi. Chị nào lấy áo em mặc thì các chị sẽ lên đơn cho em mã hàng là K3 giùm em. K3 các chị này cộng số điện thoại cho em. Còn bộ nam sẽ là K4 nhé các chị yêu nhá. Bộ nam K4 cho em. Được chọn màu thoải mái mà các chị ơi, các chị thích lấy màu gì được. Màu xanh là mọi người này. Chị Thủy Thùy Tiên. Đủ size đến 80 cân cho em nhá. Màu xanh là một các chị này, màu xanh. Quần có K4. Quần tất cả sẽ là quần màu đen hết. K4 màu đầu tiên Quân là màu xanh. Màu thứ hai sẽ là màu đỏ, 99.000 đồng trên hai bộ. Áo này mát lắm các chị ạ. Áo này rất rất là mát luôn nha các chị nhá. 99.000 đồng trên hai bộ. Áo sờ xuống thật đi. Sờ nó trơn và nó rất là mát luôn mọi người này. 99.000 đồng trên hai bộ nha các chị yêu nhá. Và màu tiếp theo cho em sẽ là màu đen. Chị Vũ Liễu có đơn. Màu tiếp theo cho em sẽ là màu đen nha các chị này. Đó. 99.000 đồng nha các chị yêu nhá. 99.000 đồng các chị sẽ được là gì ạ? Các chị sẽ được là hai bộ cho em luôn, màu đen cho em. Đó. Mình sẽ lên đơn cho em mã hàng là K4 cho em. K4 các chị này cách số điện thoại cho em là bên em chốt đơn nhá mọi người nha. Được Vũ. Kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. Phương Đạt. Lên cho em mã hàng sẽ là K4 cho em mọi người này. Siêu siêu rẻ luôn nha các chị yêu nhá. Bây giờ em sẽ qua mã. Ai chưa có bộ rồi, đẹp quá mọi người ạ. Nó rất là trơn, nó rất là mềm, nó rất là mát luôn. Mà 99.000 đồng trên hai bộ nhá mọi người nhá. Áo đang mặc lên đơn cho em này. K3. Áo đang mặc của em là K3 nha các chị yêu ơi. Rồi tiếp theo em xả cho chị. Mỗi bác chia sẻ live stream cho em một lượt anh cho em. K4 cho chị Nga Huy. Cho em cái bao áo ngực. Cho chị Nguyễn Quỳnh. Đây là áo ngực đây. Hai rồi bây giờ em sẽ tặng Hồng. Sốc. Bây giờ em sẽ tặng sốc với chị áo ngực luôn. Hai bộ cho chị Lô Đỗ. Chưa hôm nào áo ngực mà em tặng giá đây mà còn là hàng đủ size luôn.
hôm nay sẽ chiên áo ngực cho các chị banh nóc luôn. Tặng áo ngực cho các bác luôn nhé mọi người nhá. Các bác chia sẻ livestream giùm em mọi người này. Chưa hôm nào áo ngực mà em giảm giá này. Nhưng mà riêng hôm nay áo ngực thì em sẽ gọi là tặng quà cho mọi người luôn. Chị Ngọc Bình có tìm có đơn, chị Phương Đạt, chị Đặng Hằng, chị Phương Ngâm. Hôm nay em sẽ tặng áo chip cho mọi người nhá. Các bác chia sẻ livestream giùm em mọi người này. Chị áo ngực các chị không so sánh giá như hôm em tặng sốc. Hôm nay em tặng sốc nhá. Các bác không so sánh giá nhá mọi người. Chúng ta cho chị Hoa, chị Nữ, chị Văn Bùi luôn. Chị Nguyệt Nguyễn Đậu, chị Nguyệt Cơm Đậu, chị Trần Thúy, chị Hà Hương, Hà Hương Anh Cường. Mỗi bác chia sẻ lá chị người em một lượt mọi người này. Đây. Quần đang mặc nhà em chưa bán chị ơi. Quần là em một chút nhá. Đợi một chút em sẽ áo mực nhá các chị ơi. Hôm nay em sẽ tặng sốc mà hàng của nhà em là hàng còn đủ size. Hàng nhà em sẽ là hàng đủ size nha các chị nhé, không phải là hàng thiếu size được chưa ạ? Đây các chị nhìn cho em này. Áo dày đệm dày 2,5cm các chị nhìn kỹ cho em nhé, em sẽ dơ gần. Chị Bích Thuận để lại số điện thoại cho dơ em. Dơ gần là các chị nhìn luôn là tức là áo chip các chị nhìn cho em là đẹp lắm, hàng này là hàng 120. Áo này là hàng 120.000 này, áo nâng ngực. Áo chip nha các chị nhá. Nâng ngực, đẩy ngực cho em siêu thích luôn. Đây. Vừa nâng ngực các chị này, vừa đẩy ngực cho em luôn. Đó. Em có đủ size này. Mà hàng này nhà em sẽ là hàng 4 nấc nha các chị nhá, hàng 4 nấc hàng xịn ấy. 1 nấc, 2 nấc, 3 nấc và 4 nấc đóng cho em. Được chưa ạ? Hàng này của em sẽ là hàng 4 nấc đóng nhá. Cái này nhà em có size 34, size 36 và size 38. Mẫu này nhà em chỉ xả chọn size không chọn màu. Chỉ chọn size không chọn màu cho em. Giá bình thường là từ 100.000 đến 150.000. Ngày hôm nay em tặng sốc luôn đi mọi người. Các chị không so sánh giá cho em nhá. Các chị sẽ lên cho em hàng là K5 giùm em. K5 sẽ em tắt mãi rồi nhỉ. K5 nha các chị yêu ơi. Riêng ngày hôm nay đủ size nhá các chị nha. Em tặng các chị mỗi chị một chiếc 35.000 đồng. Được chưa ạ? Các chị sẽ comment cho em hàng là K5 kèm số lượng cho em là 1. Đây. Kèm số lượng cho em là gì ạ? Là 1 chiếc hoặc là 2 chiếc hoặc là 3 chiếc hoặc là 4 chiếc cho em nha các chị yêu nhá. Đấy. Tặng các chị với giá sẽ là 35.000. Cái này thì nhà em sẽ chỉ xả là chọn size không chọn màu giúp em nhé mọi người. Đệm này của em sẽ là 2,5cm. Và thứ nhất các chị này, cái đệm này các chị giặt máy giặt cho em thoải mái. Mình giặt máy giặt cho em thoải mái nhé. Không bị hỏng đệm các chị yêu ơi. Không bị hỏng quả cho em nhé các chị yêu nhá. Lên luôn cho em mã hàng sẽ là K5 và kèm số lượng. K5 cho anh giặt cổ dao. K5 kèm số lượng cho em là 1 áo hoặc 2 áo hoặc 3 áo hoặc 4 áo hoặc 5 áo. Kể cả chị nào mà các chị đang bán quần áo ở ngoài chợ, ngoài quầy, các chị lấy cho em đấy vài chục cái các chị về bán dần cho em quá lời luôn. Hôm nay em tặng các chị 35.000 hàng này cho em. Vừa nâng ngực các chị này, vừa đẩy ngực các chị nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Mã sản phẩm của em hàng sẽ là K5 đúng chưa hôm nào các chị ạ? Chưa hôm nào mà hàng đủ size ấy mọi người. Vẫn còn nguyên đầy đủ size mà em xả rẻ 35.000 đồng. Mã hàng K5 anh đọc giúp em. Chị ơi. Ok Trần Thị. K5 cho em các chị này. Chị Dung Nguyễn. Chị Thúy Liễu Lê. Đệm này của em chị sẽ là 2,5cm. Chị Nguyễn Thảo. Đệm chị này 2,5cm các chị ạ. Chị Bình Hoàng. Tranh thủ mà các chị săn lấy là vài chiếc chị cho em nhá. Tranh Lâm. Thủ các chị săn lấy vài chiếc đi mọi người, nó quá là đẹp. Quá chị là đẹp và quá là xịn sò cho các chị em mình luôn. Mà hàng này của em là chị các chị nhìn này. Hàng 4 nấc đóng nhá. 1 nấc, 2 nấc, 3 nấc, 4 nấc chờ mọi người. Em tặng các chị 35.000. Em tặng các chị yêu với giá sẽ là 35.000 đồng. Ba áo cho chị Thanh Tùng. 35.000 đồng các chị ơi. Lên luôn cho em mã hàng sẽ là K5 cho em nhé mọi người nhé. K5 cho em. Này. Em này chị nó không bị nát quả đâu. Chị Vũ Hằng các chị chiếc. Giặt máy giặt thoải mái cho em. Nó Vũ sẽ Trang. Không bị là nát cái đệm này. Đó, nó sẽ không bị hỏng đệm các chị ạ. Cái cho chị Nguyễn Hà. Trời ơi, xuống dã man cái chất này các chị này. Chị chất Thị vừa xịn, vừa nâng ngực, vừa đẩy ngực mà lại hàng không gặm nhé. Chị Nguyên Đoàn 3 chiếc. Chị Nguyễn Hoài. Hàng này Thị của Nam. Em các chị ạ, nó sẽ là hàng không gặm. 2 chiếc cho chị đó. Nguyễn Hoài. Mình sẽ lên đơn cho em mã hàng là gì ạ? Bình luận giúp em mã hàng sẽ là K5. K5 cho em nhé mọi người nhé. K5 cho em 35.000 thôi các chị ơi. Chị Phương Vân. Áo ngực em hàng tặng chị các chị với giá sẽ là 35.000 đồng. Chị Thu Nguyễn Thị Lệ. 35.000 đồng các chị này. Ba áo của chị lên giúp chị em mã hàng sẽ là K5 cho em. Cho em này mà không săn lấy mấy cái để phíu quá các chị ạ. Đúng chị là không săn thì quá là tiếc các chị yêu ơi. 35.000 đồng cho em mọi người này. Lên luôn cho em mã hàng sẽ là K5 cho em. Chỉ một like nha các chị yêu nhá.
chỉ duy nhất một cái live stream này thôi. Còn kể cả là ngày mai, ngày mốt các chị mua cho em thì vẫn là quay lại giá cũ. Chị Mỹ Dương. Ngày mai, ngày mốt các chị mua, quay lại giá cũ chứ sẽ không có giá này đâu nhé mọi người nhá. Em tặng sóc cho bác luôn mọi người này. Đây, 35.000 đồng. 35.000 đồng một chiếc này, size 34. Size 34 các chị này. Size 36 này và size 38 cho em. Cái này chị Dược Liệu Minh Nguyệt. Cái này của em là hàng 4 nấc chị mọi người ạ. Hàng Minh Nguyệt, hàng này của em là hàng 4 nấc nhưng nên là cái 34 của em khá là rộng. 34 của em cũng khá là rộng rãi và thoải mái đấy các chị ạ. Mình sẽ lên cho em mọi người này. Bình luận giúp em nhé. Mã sản phẩm của em sẽ là K5 cho em. K5 các chị này, kèm số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. Chiếc chỉ đá trong ngọc phải comment cho em là K5 chị ơi. Hôm nay các chị toàn đấy là 4-5 cái đấy các chị này. Bởi vì là hàng nguyên mẫu của em mà. Hàng này của em các chị ạ. Lại còn là hàng nguyên mẫu nha các chị ơi. Nguyên mẫu mà lại còn tặng rẻ cho các chị yêu mình. Tặng rẻ cho các bác mình luôn nha các chị yêu nhá. Đó, giá tri ân cho mọi người sẽ là 35.000 đồng cho em. 10 chiếc cho chị Trung Lê. 10 chiếc. 2 chiếc cho chị Bích Thuận. Áo em mặc là K3 chị ạ. Áo đang mặc của em hàng là 89.000. Mã hàng sẽ là K3 dùm em. Còn áo con sẽ là K5 nha các chị yêu ơi. Chị K5 chị ơi. Áo con của em sẽ là K5 các chị này. K5 K5 và các chị cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn nha mọi người nhá. Xả tri ân cho mọi người siêu siêu rẻ luôn. Chị Trình Thu 2 chiếc. K5 dùm em các bác này. Tặng sốc cho mọi người là 35.000. 35.000 đồng các chị yêu ạ. Này, hôm nay tranh thủ lấy mấy cái đi các chị yêu. Tranh thủ lấy mấy chiếc cho em nha các chị nha, xuống lắm ấy. Hàng này mặc đã đời luôn. Rất ít khi mà có cái áo ngực nào mà đẹp mà được giá rẻ như này. Được em sale mà từ cái lúc mà vẫn còn đầy đủ size số luôn. 34, 36 và 38. Đó, những cái hàng này bình thường của em ấy rất là hay cháy size. Rất là hay còn lẻ sai mà ngày hôm nay có đơn ạ. Ngày hôm nay nha các chị yêu nhá, đủ sai, đủ số các chị này mà em xả các chị là còn có 35.000 đồng. 35.000 đồng nha các chị yêu nhá. Đó, mình sẽ lên luôn cho em mọi người này. Bình luận trùng hồ pháp cho em nhá. Mã sản phẩm của em hàng sẽ là K5 cho em mọi người. K5 cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn nha các chị yêu nhá. Trần Thu Kim đẹp lắm, xong rồi em sẽ qua mã các chị này. Chị Lương Duyên 35.000 đồng cho em mọi người. Ai chưa có mã K5 thì mình sẽ lên nốt cho em. Mã hàng sẽ là K5 đủ cho em. Đủ size cho chị Lê Thu. Đủ size sẽ có size 34 các chị ạ. Size 36 này và size 38 cho em nhé. Đó là hàng đủ size các chị yêu ơi. Rồi bây giờ em sẽ qua mã các chị này. Chị ra cho em nước lọc đây. Đấy. Áo con nha các chị ơi. Mã hàng sẽ là K5 cho em. K5 các chị này xả hàng cho mọi người với giá sẽ là 35.000 đồng, 34, 36 và 38 giúp em nha các chị nhé. 4 cái cho chị Yến Oanh. Đẹp quá mọi người. Giá chỉ có siêu siêu rẻ các chị thôi. Ôi, các bác hôm nay toàn lấy. Hôm nay các chị toàn lấy 4-5 cái đấy các chị này, bởi vì rẻ quá mà. Hôm nay em hàng bán là các chị có 35.000. 35.000 đồng nha các chị yêu nhá. Lên luôn cho em mã hàng sẽ là K5 giúp em. K5 các chị này cộng số điện thoại cho em. Rồi tiếp luôn này. Về sẽ qua quần nha các chị, em tặng quần cho mọi người, quần em còn chị ít thôi. Thảo có đơn. Nhanh giúp em đi xong tí vào xong. Lê Thung có đơn ạ. Xong bây giờ em sẽ lên quần cho mọi người. Lên quần nha các bác nha. Ai chưa có mã K5 các chị yêu lên cho em mã hàng sẽ là K5 giùm em. K5 các chị này cộng số điện thoại cho em nhá. Là bên em chốt ơn. Rồi bây giờ sẽ lên cho các chị yêu mình cái mã này cho em đảm bảo sốc luôn. Đảm bảo sẽ là siêu sốc cho các chị luôn mọi người này. Em sẽ lên tặng các chị quần, em sẽ là còn bao nhiêu quần này. Xem là còn được bao nhiêu quần, em xả quần nha các chị nhá. Xả quần cho mọi người nha các chị ơi, mọi người chia sẻ livestream cho em. Đây. Quần baggy các chị này. Quần của em là quần baggy nó có nhiều mặt cào. Quần này có nhiều mặt cào các chị này. 40 cân đến 65 cân cho em. 40 cân nha các chị yêu nhá. Đến 65 cân đổ lại cho em mặt cào nào cũng đẹp luôn. 149.000 một quần. Bây giờ em xả là các chị là 79.000. Xả quần là các chị với giá sẽ là 79.000 là một quần. 79.000 là một quần và hàng đủ size. Chất của nhà em là chất mì Hàn. Riêng quần này của nhà em nha các chị ơi, chất mì Hàn mọi người này. Đanh, lì, mịn, không xù lông và không xổm lông cho em. Mặc rất là mát. Quần này các chị mặc cho em quanh năm suốt tháng. Mặc cho em đúng quanh năm suốt tháng. Quần này nha các chị nhăn nó không biết xù luôn mọi người. Quần này của nhà em thì siêu xịn. Phải gọi là quần này xịn lắm luôn nhá. Em bán quần này chưa bao giờ với khách phản hồi là quần này xấu hay là gì cả, không ưng gì cả. Chất của em các chị này nó dày nhá.
Nó vừa dày các chị này, nó vừa mịn này, vừa không bị xù lông, không bị sổm lông. Mà riêng cái quần u mì này các chị ơi, mọi người mặc với cái áo gì cũng đẹp. Mặc với áo kiểu, mặc với áo phông, mặc với áo sơ mi, mặc với các loại áo cho em thì đều rất rất là đẹp luôn. Mình chỉ cần lên đơn cho em mã hàng là K6 cho em thôi. Và đặc biệt quần này em sẽ có đầy đủ size số cho mọi người. Đủ size số cho các chị yêu là từ 40 cân đến 65 cân cho em. 40 cân nha các chị yêu nhá. Đến 65 cân là các chị sẽ mặc vừa. Mình sẽ lên luôn cho em mã hàng là K5 dùm em. À K6 cho em xin lỗi nhá. K6 nhá các chị ơi. Cộng số điện thoại cho em nhá. K6 nha các bác nhá. Trời ơi, sốc quá mọi người. Tri ân các chị yêu mình mọi người này. Siêu siêu rẻ luôn nhá mọi người nha. 79.000 đồng cho em. Ai lên nhanh tay thì các chị sẽ có đơn. Rồi K6 nhá, không chọn mặt cạp cho em mọi người ạ. Size đến 65 cân cho em này. Lâu lắm rồi quần này các chị ạ, 79.000. 79.000 là một quần nhá mọi người nhá. Chốt đơn cho chị Nam Nam, chị Vũ Dũng, chị Khánh Hằng, chị Phượng, chị Nguyễn K6 Hồng, chị Phương Hồng, chị Hương Long, chị Kim Hiệp. K6 giùm em mọi người này. Chị Phượng Nò, K6 các chị này. Giả cho mọi người các chị này, K6 cho em này. K6 cho chị Anh Nam, chị Lý Cẩm Dương. K6 các chị nhá, kèm số hàng cho em. K6 em chiên các chị là 79.000 một quần. 79.000 là một quần nha các chị yêu nhá. Chị Quán Ăn Hiếu Cát. Cái này các chị không chọn mặt cạp cho em, mặt cạp nào cũng đẹp. K63 chiên cho chị Thảo Hương Phạm. Mặt cạp nào cũng siêu siêu đẹp các chị này. K6 giúp em mọi người này, chiên các bác nhá. Tri ân cho các chị yêu mọi người này, 79.000 này. 79.000 đồng một quần nhé mọi người ơi. Lên cho em mã hàng sẽ là K6 giúp em. K6 của chị này. K6 mà cộng số lại cho em. Siêu siêu thích cho các chị luôn nhé mọi người nhé. K6 này 79.000. 65 cân đổ lại các chị ạ. Nhìn cho em này. K6 65 cân đổ lại cho em là các chị mặc vừa nhé mọi người. Lên cho em mã hàng là K6 giúp em. K6 nhé mọi người nha. K6 và cách số lại cho em 40 cân đến 65 cân. 40 cân các chị này. Quần này sướng lắm ấy các chị, quần này nhà em đã bán rất rất là nhiều. Quần này thì nhà em bán quanh năm. Mẫu quần này nhà em hàng bán quanh năm ngày tháng nha các chị nhá. Không ngày nào nhà không bán luôn. Mình sẽ lên đơn cho em hàng là K5 dùm em. K6 cho chị Quyên. À K6 em xin lỗi. Em xin lỗi tí cho anh chị em sức mặt là K6 cho chị Cương Hà. K6 dùm em. K6 các chị này, 79.000. K6 2 quần cho chị. 79.000 đồng các chị ơi, lên cho em mã hàng là K6 giùm em nhá. K6 và kèm số đặt trên này em chốt đơn. K6 cho chị Châu Châu Hiền, chị Quyên đẹp nhất nách các chị ơi, 79.000 đồng cho em quần Becky. Chị Hà 2 quần. Quần của em là quần Becky đấy các chị này. Chị cho chị Hoa lên đơn cho em mã hàng sẽ là K6 nhá. Chị Lê Lụ. K6 và kèm số đặt trên mọi người ơi, đẹp quá mọi người ơi. Chị ân là các chị siêu siêu rẻ mọi người này. K6 và kèm số đặt trên nhá mọi người nhá. Đây. Quá đẹp, Lâm quá đỉnh. Mã này thì em thật sự là em chỉ biết dùng một từ là quá đỉnh thôi. Quần baggy nhà em mọi người ạ. Dày nhá. Nó dày này, nó mịn các chị này. Nó không bị xù lông và nó không bị sổm lông cho em. Quan trọng nhất là nó không xù lông và nó sẽ không bị sổm lông nha các chị nhá. Giá thì đảm bảo là siêu siêu rẻ là các chị luôn. 79.000 một quần. K6 cho chị Nguyễn Thị. Đúng là quần này mỗi ngày nhà em phải bán rất hết rất là nhiều quần luôn. Chị Thu Nhuận Nguyễn. 79.000 đồng một quần cho em mà quần dài. K6 2 chiếc cho chị. Không phải là quần đùi đâu các chị ạ. Không phải là quần sóc nhá mọi người nhá. Quần dài có 79.000. 79.000 đồng một quần nhá mọi người. Lên cho em mã hàng sẽ là K6 giùm em. K6 này cách số điện thoại cho em. Trời ơi đỉnh quá. Hai bên này của em các chị này nó sẽ là xếp ly. Xếp ly hai bên, cái này có rất là nhiều chị mặt cạp nhá. Cái này có nhiều mặt cạp. Nhà em xả đơn. Không chọn mặt cạp. Có 79.000 thôi mọi người ơi. 79.000 đồng một chiếc. Quần. Đó các chị sẽ lên đơn cho em nhá mọi người nhá. Bình luận dùm em các chị này. Mã hàng của em mọi người này K6 cho em. K6 nhá các chị yêu nhá. Cách số điện thoại cho em là bên em chốt đơn nhá mọi người ơi. Tri ân cho mọi người với giá các chị yêu này. Đây em xả cho mọi người nha các chị yêu nhá, sẽ là 79.000. 79.000 đồng nhá mọi người. K6 cho chị Hồng Huyền. 79.000 đồng các chị này. Mình sẽ lên đơn cho em mã hàng là K6 giùm em. K6 cách số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. Đẹp quá mọi người, siêu phê cho các bác luôn nhá mọi người nha. Đó, mình sẽ lên đơn cho em mã hàng là K6 giùm em. K6 mà kèm số điện thoại cho em. Đẹp quá. Em có đủ size đến 65 cân quần này mát lắm đấy các chị ạ.
đầu tiên mà các chị cầm một quần này của em nha. Mọi người sẽ thấy cái quần này của em nó mát lạnh. Ôi dồi ôi, sao quần gì mà nó mát thế? Các chị nhận hàng, các chị có kiểm tra hàng cho em. Áo đang mặc của em hàng là K mấy nhỉ? K3 đúng không? K3. Áo đang mặc của em là K3 các chị ạ. Áo đang mặc của em là K3, quần là K6 nha các chị ơi. K6 sẽ là 79 nghìn đồng một quần nha, em xả không chọn mặt cả. Mà hàng quần này của em là đủ size. Đủ size đến 65 cân cho em mọi người ạ. Mềm mát vô cùng luôn. Vừa mềm các chị này, vừa mát mà quần này co giãn 4 chiều. Nó là hàng co giãn 4 chiều đấy các chị, không phải là hàng không co giãn đâu. Nên là nó rất là dễ mặc. Quần này cực kỳ là dễ mặc nha các chị yêu nhá. Tặng quà cho các chị yêu mình sẽ là 79.000 đồng. 79.000 đồng một quần nha các chị nhá. Lên đơn cho em hàng là K6 giùm em. K6 các chị yêu này, kèm số toàn cho em. Qua mã các chị nào. Rồi lên mã sốc cho em cái mã này đi. K6 có chị Dương Hoàng Phong. Đây đây đây. Không, ở tay mà ở đây đúng rồi. Rồi qua mã cho mọi người nhá. Các bác chị sẽ xẻ livestream giùm em. Trời ơi, tặng các chị mã sốc. Áo em hàng mặc là K3. Chị nào chốt áo em mặc thì các chị sẽ lên cho em mã là K3 nhá. Chị Thúy Hà. Ai lấy áo em mặc thì các chị sẽ lên cho em mã hàng là K3 giùm em. Chị Nguyễn Thị Hồng. Đây. Bây giờ em sẽ tặng sốc cho các chị yêu mình cái mã áo. Chị Phạm Nô. Lụa chuột. Chị Nguyễn Hoa. Chị Châu Châu Hiền. Áo hàng lụa chuột nha các chị yêu nhá. Siêu đẹp luôn các bác này. Mỗi bác chia sẻ lá chim của em một lượt. K6 cho chị Đoàn Huyền. Chị Vi Đại có K6. Mỗi bác chia sẻ lá chim giúp em một lượt nha mọi người. Chị Tạ Hiên. Các chị sẽ lên cho em mã hàng là K6 mọi người này. Chị Nguyễn Thị Ngoan, chị Ngọc Bé. Bác nào mình chưa chia sẻ nha mọi người nha. Bấm chia sẻ lá chim giúp em. Chị Ngọc Vinh, Võ Thị. Mỗi bác chia sẻ livestream giùm em một lượt mọi người này. Chị Trần Mẹ Út chờ nhà em một chút ạ. Bác nào mình chưa chia sẻ nhé mọi người nha. Bấm chia sẻ livestream giúp em mọi người này. Mỗi bác chia sẻ giùm em một lượt nhé mọi người. K6 cho chị Hiền Nguyệt, chị Thoa Vũ, chị Trúc Nguyễn. Bác nào mình chưa chia sẻ thì các chị bấm chia sẻ livestream giùm em. Chị Trúc Nguyễn này 2 chiếc ok. Rồi mã này các chị lên cho em mọi người này. Mã này các chị yêu nhá. Lụa chuột, xin thông báo với các bác. Thông báo với các bác là hôm nay em hàng sẽ chiên lụa chuột. Cái lụa chuột này của em, chị nào mà nhận được rồi cho em xin cái feedback đi mọi người. Ai nhận được lụa chuột của nhà em hàng rồi cho em hàng xin được cảm nhận cái hàng 250.000 hàng cao cấp này. Giá trung bình là từ 250.000 đến 300.000. Hàng này của em là hàng lụa chuột cao cấp. Hàng đổ trong xốp nhá. Hàng này là hàng chuyên bán xốp ấy các chị yêu ơi. Nó đẹp nhức nách luôn. Lụa chuột là hàng xịn nhất trong các loại lụa. Đó, hàng này người ta bán là 250. 250 các chị này, đến 300.000 một cái. Và ngày hôm nay em hàng quyết định là sẽ chia cho các chị mã này. Em đảm bảo là các chị nhận hàng chỉ có MME. Mã này chỉ có MME nha các chị nhá. Mê ly luôn, nó đẹp cực kỳ mọi người ạ. Mát sướng cho em. Size từ 40 cân đến 58 cân cho em, 57, 58 cân, 57 cân cho em. 57 cân đổ lại cho em là các chị sẽ mặc vừa. Các chị sẽ lên đơn cho em mọi người này. Bình luận cho em đúng cú pháp cho em mã hàng sẽ là K7 giùm em. K7 cho nhá. Và riêng ngày hôm nay ạ, em chi ân cái mã xịn này các chị với giá sẽ là 49.000 đồng. 49.000 đồng nha các chị yêu nhá. Mình sẽ lên đơn cho em mã hàng là K7. Em nói là em chỉ bán cái áo này đúng một line áo này giá này thôi. Còn riêng hàng lụa trượt của nhà em các chị cứ tham khảo giá. Các chị tham khảo giá từ trong shop nha các chị yêu nhá. Đây, em sẽ tặng quà cho mọi người luôn. Tặng quà cho các bác mình luôn nhá mọi người nha. Với giá các chị yêu này sẽ là 49.000 đồng cho em. Hàng này chỉ trong shop các chị còn bình thường. Tại vì cái áo này của nó giá cao quá mọi người. Đó, mình sẽ lên đơn đúng cú pháp cho em nhá. Mã hàng là K7 đúng không anh? Đúng rồi. Cho đơn cho chị Trúc Nguyễn. Size đến 57 cân cho em. Chị Dương Hoài Phong 57 cân đổ lại cho em. K7 giùm em 49.000. K7 cho chị Đỗ Diện. Riêng hôm nay em tặng các chị 49.000. Chị Non Trần 49.000 một chiếc nha các chị yêu nhá. Các chị sẽ bình luận cho em mã hàng là K7 giùm em. K7 các chị yêu này, cách số điện thoại cho em là em cho đơn. Đẹp nhức nách các chị yêu ơi. 49.000. 49.000 đồng các chị ơi. Lên cho em mã hàng là K7 giùm em. K7 các chị này 49.000 đồng. Rồi chị Hà Nguyễn. Sốc giãn nan luôn, em tặng các chị 49.000.
Chị Thủy 49 Thủy Tiên. 49 cho 1 chiếc đi các chị yêu nhá. Chị Bánh Lý ở Thầm Thủy. Lên luôn cho em hàng sẽ là K7 giùm em. Chị Lê Thị Loan. Quá là đẹp và xịn luôn các chị. 49 Thủy 2 chiếc. 49.000 đồng. 49.000 đồng các chị ơi, lên cho em mã hàng sẽ là K7 giùm em. Chị Hà Nguyễn. Chị Hoa Vũ. K7 và các chị cộng số điện thoại cho em là bên em chị Tôn hàng đỗ. Rất rất là đẹp cho các chị luôn mọi người. Chị Trang Nguyễn, chị Hoàng Long. Mọi người các chị này, 49.000. 49.000 một chiếc nha các chị yêu nhá. Lên đơn cho em mã hàng sẽ là K7 cho em, đẹp lắm mọi người, 49.000 này. 49.000 một chiếc cho các chị yêu nhá. Mình sẽ lên đúng mã cho em là K7 giùm em. Chị Lê Gấm. K7 và công số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. Hai chiếc cho chị Trần quá trời luôn mọi người. Chị Phạm Hồng Nhung, chị tặng các bác 49.000. Em tặng các bác với giá sẽ là 49.000 đồng. 49.000 đồng các chị này, lên đơn cho em mã hàng sẽ là K7 cho em. K7 Xuân. Chị Đẹp Nguyễn. Anh mở cửa ra đây cho em cái bộ ngày lúc em bảo ấy. K7 2 chiếc cho chị Lê. K7 cho em các chị này, 49.000. Chị Lê Thị Hưng. 49.000 một chiếc nha các chị yêu nhá. Không, em bảo anh đưa cho em cái bộ ra đây. Đưa cho em cái bộ ở trước cửa. Lên cho em mã hàng sẽ là K7 cho em nhé mọi người nhá, 49.000. Bộ trước đây này lúc em bảo lên đây. Ừ. K7 cho em các chị này 49.000 đồng nhé mọi người nhá. Đây em tặng sốc các chị bộ này. Bây giờ em sẽ tặng sốc các chị bộ này, ai được người sướng cho em. Đây được chưa? K7 cho em nhé mọi người ơi. 49.000 đồng một chiếc nhé mọi người nha. Lên giúp em mã hàng sẽ là K7 cho em. Các chị này. Lên đúng mã là có lên đơn đúng nhé. Mã là các chị sẽ có đơn. Rồi cái hai các chị này. Nhiều khi nhà em đọc không kịp ạ. Đây ôi dồi ôi. Các chị ơi hàng này cầm đúng một sờ nó cứ mứt mẩn mẩn luôn. Chị Trang Phạm, chị Lê Thùy Dương, chị Lê Thị Hưng, chị Nguyễn Nhẫn, chị Trịnh Gái, sờ chị nó Thị mềm, chị các chị này. Chi, chị Vũ Lý, chị Thu Huyền Nguyễn, chị Trang Trung Huyền, chị Nguyễn đây Hà, là chị bộ Dương pyjama. Hoa, chị Nguyễn Thị Hòa, chị Hà Sinh, pyjama chị các chị ơi. Chị Đỗ Thị Phương, xinh chua. Chị Trần Thị Yến, bộ pyjama nha các chị nhá, quần dài cho em luôn. Chị Ngọc Đó. Nguyễn. Pyjama lụa các chị, lụa Hàn. Chị Nguyễn Thị Doan. Cái hàng lụa Hàn này sờ vào nó mềm nhũn các chị ạ. Pyjama lụa Hàn, áo cọc, quần dài các chị này, hàng 160.000 này. Bây giờ em còn lẻ màu, mỗi màu còn mấy bộ. Mỗi màu em chỉ còn mấy bộ thôi mà cả bộ quần áo luôn ý. Cái này cả một bộ quần áo nha các chị nhá. Đây. Cả một bộ quần áo này luôn đấy các bác ơi. Nhìn cho em mọi người này. Xịn sò chua. Các chị sẽ lên cho em mã hàng là K8 giùm em. 160.000 bộ lụa Hàn các chị, áo cọc quần dài nha các chị nhá. 40 cân đến 60 cân cho em các chị mặc vừa. 160.000 một bộ. 160.000 đồng một bộ các chị này. Bây giờ em còn ít em tặng sốc. K8 cho em tặng các bác nốt cả bộ quần áo này 49.000 đồng. Cả bộ quần áo này 49.000 không chọn màu cho em nhá. Đây. Bộ này là hàng 160 đấy các bác ơi. Đây là bộ lụa Hàn. Pyjama lụa Hàn nha các chị nhá. Tặng các bác mình luôn các chị này, 49.000 đồng cho em. 49.000 đồng nha các chị yêu nhá. Lên luôn cho em mã hàng là K8. Em còn ít nhà em xả không chọn màu nhá. Tất cả đều là pyjama áo có quần dài cho em mọi người ạ. Bộ tiểu thư các chị này xinh lắm luôn ý. Những cái bộ này các chị mua rẻ nhất là trên 100. Em xả nốt được các chị là 49.000. Chúng tôi được chị 49.000 đồng. Chị Thúy Hà. 49.000 đồng các chị này, không chọn màu cho em nhá. Được màu nào các chị lấy cho em màu đấy, 49.000 đồng. Mình sẽ lên cho em mã hàng là K8 giùm em. K8 nhá mọi người, cách sửa cho em. Áo em mặc là K7 các chị ạ. K8 này. K8 em xả 49.000 đồng một bộ. Ai lấy hai bộ thì sẽ là hai màu. Ai lấy một bộ thì sẽ là một màu, hai bộ thì sẽ là hai màu cho em. Tặng các chị là 49.000 bộ lụa. 49.000. Mã này có nhiều nha, em xả không chọn đâu các chị ơi, có nhiều kiểu khác nhau em xả không chọn nhá. 160.000. Chị Tha Thứ Lỗi Lầm. Chị Trịnh Thu. Chị Nguyễn Hòa. 160.000. Chị Kiều Phạm 5 bộ. 160.000 bây giờ em xả các chị 49.000 đồng. Hai bộ cho chị Diệp Nguyễn. 49.000 đồng các chị yêu ơi. 49.000 đồng các chị này, mình sẽ lên cho em một xinh chua một chân đơn cho chị Maya để... Huyền Trang. Quần dài các chị ạ. Chị Huy Hiệp. Chị Trịnh Thu. Quần dài nha các chị ơi. Chị bộ Mai lụa Nguyễn. Hàn. Lụa Hàn áo cọc quần dài 160.000. Mà đây là bộ pyjama lụa ấy mọi người. Cái bộ pyjama này thì các chị mặc chị cho em quanh năm. Chị Hiền Nguyệt. Bộ này thì các chị sẽ mặc cho em chị quanh năm đấy các chị nhá. Chị Nghi Ngọc. Đó, em trả các chị mọi người này. Hai bộ cho chị 49.000. Chị Triều Quỳnh Hoa. 49.000. Chị Kim Chi 49.000 đồng các chị ơi. Các chị sẽ lên cho em mã hàng là K8 thôi em, từ 40 cân đến 60 cân. Chị Dung Mai. Ai lấy hai bộ thì sẽ là hai màu, ba bộ thì sẽ là ba màu.
lấy một bộ một màu, hai bộ hai màu, ba bộ ba màu, thêm màu nào đẹp, màu nào cũng siêu đẹp và màu nào cũng siêu xinh các chị ạ. Mà giá các chị là chỉ có 49.000 thôi, 49.000 đồng nha các chị yêu nhá. Lên giúp em mã hàng sẽ là K mấy ạ? K6 cho em. K8 cho em, xin lỗi nhá. K8 nha các bác ơi. Chị Hằng đố hai bộ. K8 mình kèm số lạ cho em nhé mọi người nha. Là bên em chốt đơn này. Tê cô tử. Giả rẻ dã man các chị ơi, 49.000. Chị Thu Tà Thị. 49.000 đồng nha các chị nha. Lên cho em mã hàng sẽ là K8 giúp em. Chị Thanh Tuyền. K8 các chị này. Cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. Chị Thanh Tuyền, chị Vi Bà. Mà áo đang mặc, áo đang mặc của em mã hàng sẽ là K7, là áo lụa chuột. Em xả nó các chị yêu sẽ là 49.000. 49.000 các chị này. Đấy, mình sẽ lên cho em mã hàng là K7 giùm em. K7 là áo lụa chuột nha các chị yêu nhá. Đó. Chi ân cho các bác mình một người này, toàn size XL ấy. Toàn size XL. Cho nên chị Thanh Tuyền. Anh có màu hoa trắng này, xanh hoa trắng không ạ? Thu Tà Thị, chị Lại Thị Tuyến, chị Lê Bốn. Màu xanh hoa trắng này. Rồi các chị sẽ lên cho em mọi người. Mình sẽ lên đơn cho em mọi người nha. Áo đó mặc của em là K7 cho em. K7 và cộng số cho em. Rồi tiếp các chị này. Bộ pyjama này nha mọi người nha, em xả không chọn nha. Ai được bộ nào sướng bộ đấy cho em, xả có 49.000 thôi. Lụa Hàn các chị này. Lụa Hàn áo cộng cho em quần dài nha các chị nhá, 49.000 đồng. 49.000 đồng các chị này. Mã hàng là K8 rẻ một cái áo chị ạ. Một bộ pyjama như thế này mà 49.000 đồng rẻ hơn một cái áo đấy mọi người ơi. Nhìn cho em này. Quần dài hết nhá, quần có túi mọi người ạ. Quần đều có túi hết luôn nha các chị ơi. Nên luôn trên này, đẹp quá mọi người này. Quần của em tất cả đều là quần dài. Và quần này thì đều có túi hết luôn nha các chị yêu nhá. Mình sẽ lên đơn cho em mọi người này. Túi rất là sâu luôn, K8 cho em. K8 và kèm sổ cho em 49.000 đồng. 49.000 đồng nha các chị yêu nhá. Lên cho em mã hàng là K8 cho em. K8 cho em sẽ được có 3 bộ. K8 các chị yêu này, cộng số lạ cho em nhé mọi người nhá. Rồi em qua mã. Rồi, qua mã cho các bác mọi người này. Mỗi bác chia sẻ cho em một lượt. Là chị Trần Hương, K8 anh, em sẽ lên các chị em siêu phẩm mọi người này. Chị Sơn Hương áo dài, chị Mai Vương, chị Châu Anh, chị Hà Phạm, chị Phạm Huỳnh, chị Phạm Hà, chị Châu Anh, chị Nguyễn Trần, chị Võ Khuyên có đơn ạ. K8 nhé mọi người nha. Chị Nguyễn Lý có đơn. Chị Cầu Vồng Sau Mưa, chị Dược Liệu Minh Nguyệt hai bộ có đơn ạ. Rồi em này các bác chia sẻ nhiệt tình lên cho em mọi người này. Mỗi bác chia sẻ giúp em một lượt nhé mọi người nha. Cảm ơn chú. Rồi em này ai được giá sướng cho em mọi người này. Đây, một em áo. Ôi, sao cái màu đẹp thế. Anh ơi, chủ cái màu này em mặc lên xinh lên hai phần các bác ơi. Áo lụa Hàn nha các chị ơi. Đây, áo lụa chuột cho em. Áo lụa chuột các chị này siêu phê nha mọi người nhá. Các chị thả tim cho em vì mẫu này đẹp quá mọi người. Mẫu này đẹp quá, các chị cho em xin một nút thả tim đi mọi người. Cho em xin một nút thả tim vì cái mẫu này đẹp quá mọi người ạ. Mẫu này thì em sẽ có size các chị em mình là đến 65 cân. Mẫu này sẽ có size đến 65 cân cho em nha các chị nhá. Đó. 40 cân đến 65 cân các chị mặc vừa cho em cái mẫu này, đẹp quá mọi người. Lụa chuột 250.000 đến 299.000 hàng, đẹp lắm ý, không bao giờ các chị phải là. Những cái bộ này các chị mặc không bao giờ phải là nhé mọi người nhá. Nó mềm, nó mịn và nó rất là mát luôn. Đó, các chị sẽ lên cho em mã hàng là mấy nhỉ? K9 cho em. Xả cho các bác mình 49.000. Hôm nay là giá 49.000 mà hôm nay gọi là giá quá là sốc với các chị ạ. 49.000 đồng nhưng các chị yêu nhá. Mình sẽ lên cho em mọi người này. Mã hàng sẽ là K9 cho em, size 65 cân. Mẫu này em sẽ có size đến 65 cân nha các chị yêu nhá. Là mình sẽ mặc được này. Mình sẽ lên cho em mã hàng là K9 giùm em. K9 nhá mọi người nhá, 49.000 đồng cho em luôn. Cho nên cho chị Thảo Thanh, chị Hà Sinh có 49.000. Chị Đỗ Bích Hạnh, màu đẹp quá luôn các chị ạ. Chị Phạm Nhung, lụa trượt hôm nay xả 49.000. Chị Hải Ngọc, chị Cao Thanh Nga, lụa trượt mà xả ra này thì quá là sốc các chị ạ. Sốc thật sự luôn. Ngọc Hưng Đoàn 49.000. Chị Thu La Bi 49.000. Chị Diễm Ngọc xả 49.000 đồng. Các chị lên cho em mọi người này. Bình luận giúp em mã hàng sẽ là K9 cho em nhé. K9 cho chị Lý Linh. K9 là kèm số lại cho em. K9 cho chị Tà Dung. Quá là đẹp luôn các chị yêu ơi. K9 chị Dung, chị Nguyễn Thị Thắm, K9 cho em.
K9 nhá mọi người nha, xả cho các bác mình vừa này. Chị Dung Thủy, chị Nguyễn Lý. K9 mà cộng số điện thoại cho em là bên em nhận đơn. Quá là xuất sắc luôn mọi người ơi. K9 cho chị Nguyễn Trầm. Siêu xuất sắc cho các bác mình luôn. Chị Nguyễn Nga, 2 chiếc lên xem mã hàng sẽ là K9 này. Chị Kiều Võ. K9 mọi người này. Xả cho các bác mình vừa này. 49.000 đồng nha mọi người ơi. 49.000 đồng các bác lên cho em hàng là K9 cho em. Chị Nguyễn Huế. K9 mà kèm số mạng cho em. Chị Hiền Đỗ. Siêu thích luôn các chị ạ. Chị Thảo. K9 giúp em mọi người này. Chị Thủy Thủy. 49.000 đồng các bác ơi. Chị Tiên. Đẹp quá mọi người, cái màu này xinh đã. Chị Minh Nhật Nguyễn. Màu này siêu xinh luôn các chị ơi, em xả 49.000. Chị Sơn Hương áo dài. 49.000 đồng. Chị Phương Hoa. Mình sẽ lên đơn cho em mã hàng là K9. Chị Phương Hoa. Chị Niên. K9 và các chị Hồng Thảo. Cho em ném chốt đơn. Chị Kim Chi 2 chiếc. Rồi cho em cái mã này thôi, em tặng sốc cái mã này đi. Phương Núi. Chị rồi cho em cái mã tặng sốc. Chị Tường Thị Nguyên. Đâu, cổ bé anh. Tặng các chị một mã áo cổ bé nhá. Em sẽ tặng các chị mỗi chị một chiếc áo cổ bé mọi người này. Hàng hot luôn. Tặng các chị yêu mình hàng hot luôn nhé mọi người nha. Các bác chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào, lên hàng hot luôn này. Biết là mẫu này còn không? Lên đây các chị hàng hot luôn nhé mọi người nhá. Mỗi bác chia sẻ lá chín giúp em một lượt đi mọi người. Em tặng hàng hot cho các chị. Chín cho chị Châu Châu Hiền. Chị Bùi Thúy. Chị Nguyễn Phượng. Riêng hôm nay sẽ tặng hàng hot nha. Hàng hot siêu siêu phê luôn mà giá rẻ cực kỳ. Quần năng mặc mã hàng là K6 hay sao nhỉ? Quần năng mặc đúng rồi, K6 các chị ạ. Quần năng mặc K6 bao nhiêu tiền? K6 là 79.000 mọi người. Quần năng mặc là K6 79.000. K6 sẽ là 79.000 cho mọi người nhé. K8 là 49.000. Chị Thu Labi ơi. Chị Hằng Hân em có ạ. Đây các chị là em mọi người này. Rồi tặng các chị muốn chị một chiếc áo này giá sốc nhá. Các bác không so sánh giá. Chị ơi. Hôm nay không so sánh giá cho em, các chị này tặng sốc cho các bác mình luôn. Chị Hoa Nguyễn Niên, chị cô Văn đang hỏi kem chống nắng em ạ. Áo K9 cho chị Dung Thủy. Chị Hoàng Văn Tài có đơn ạ. Chị Nguyễn Hà Linh, chị Năm Huy Hoàng. Chào chị Hoàng Văn Tài đang xem nhá. Mỗi bác chia sẻ lá chia cho em một lượt mọi người. Lê Thùy Dương. Rồi cái mã này giá sốc các chị này, em tặng em còn ít tặng nốt nhá. Các bác không so sánh giá cho em mã này nhá mọi người nha. Xả rẻ cho mọi người luôn các chị này. Mỗi bác chia sẻ lá chín giúp em một lượt. Chị Bi Bà có đơn chị ơi. Bác nào mình chưa chia sẻ thì các chị bấm chia sẻ lá chín giúp em. Chào chị Thị Tài ạ. Đây. K6 có chị. Cho đơn cho chị Trình Gái, chị Phạm Hồng Phát. Anh nhìn hộ em xem áo này ở ngoài chị còn không? Để em đừng nhận đơn. Đây xem ở ngoài. Đây. Không, cái đấy cái khác này. Em xem là để em phải xem mã này còn không, để em còn chiên các bác mọi người này. Đẹp lắm luôn nhá mọi người nhá. Mỗi bác chia sẻ giúp em một lượt, em để em tặng sốc mã này các chị. Một em áo Tommy đang rất là hot trên thị trường luôn được chưa ạ? Mã này thì phải gọi là siêu hot nhá mọi người nha, cái đẹp lắm luôn ấy. Rồi, cái này các chị mua ở ngoài đang là 250.000. Ở ngoài đang bán là 250.000 một chiếc nhá. Nhưng mà riêng hôm nay các chị này, đến về mã K10 đúng không ấy? Cho em hàng mã là K10 cho em để em chốt cái giá sốc đi. Để em chốt cái mã sốc cho các bác mình K10 cho em. Được chưa ạ? Riêng hôm nay em tặng cả nhà cái mẫu này luôn. Tặng cả nhà luôn nha các chị yêu nhá. Với giá cho mọi người này sẽ là 45.000 đồng. Cho nó máu đấy các chị ơi. 45.000 đồng cho em hàng này. 38 cân đến 60 cân. 38 cân nha các chị yêu nhá. Đến 60 cân cho em là các chị mặc vừa, và với giá là 45.000 đồng cho các bác mình luôn. Lên dùm em mã hàng sẽ là K10 cho em, xin lỗi K10. K10 nha các chị nha. Kèm số điện thoại cho em. Cho đơn cho chị Đoàn Mị, chị Ngô Thảo. K10. Chị Lý Cẩm Dương có K10. K10 cho em. Cho chị Lê Gấm, chị Quán Năm. Em tặng các chị K10. Minh, chị Phạm Hà. K10 ạ, 45.000. Xin chào Lưu Yên, Di Quy. 45.000 đồng. Lên đúng cú pháp cho em K10 38 cân đến 60 cân. Quần đang mặc mã hàng là K6 nha các chị. 38 cân các chị ơi, đến 60 cân cho em. K10 cho chị Mai Nguyễn. Các chị sẽ lên cho em mã là K10 giùm em. Chị Thanh Tuyền.
K10 các chị này, kèm số điện thoại cho em nhé mọi người nhá. K10 cho chị Mạnh Vy. Quá là rẻ luôn các chị này. Thơm. K10 cho em này. Chị Hoàng Thị Tài áo này vừa. Đây. Hôm trước em mua 300.000 ạ. K10 cho em các chị này. K10 cho chị Dĩa Thị quá. Chỗ khác bán là hơn 200.000 đấy, có chị Bảo Dương mua 300.000 các chị này. Em bán tặng các chị Nguyên Nguyễn. Bán tặng các chị luôn mọi người này. Chị Lê Gấm. Bán tặng các bác luôn nhé mọi người nha. Đây. Giá siêu sốc cho mọi người luôn. Đây. Tặng các chị 45.000. Chị Trang Bà. 45.000 đồng. Trần Thị Bảy. 45.000 đồng các chị ơi. Chị Tước Phan. Chị lên đơn cho em mã hàng sẽ là K10 cho em. Hai chiếc cho chị Minh Tuyến. K10 các chị này kèm thuận mạng cho em. Sâm, chị Thuận Yến. K10 các chị này. 45.000. 45.000 một chiếc các bác ơi. Chị Quyên Trần. Lên giúp em mã hàng là K10. K10 cho chị Giáp Yến. Em xả 45.000 đồng một chiếc. Chị Trần Thị Hằng. 45.000 là một chiếc các chị ơi. Chị Diễn Kiều Anh. Lên giúp em mã là K10 cho em. Chị Hoa Lê, chị Nguyễn Ngọc. K10 và kèm số mã cho em. Chị Trần Thằng 2 chiếc. Cả các bác 49.000, à 45.000. Tặng 45.000 thôi. K10 cho chị Lý Kế Trương Thị. 45.000 đồng. Chị Nga Nga Đặng. Lên cho em mã hàng sẽ là K10 giùm em. K10 cho chị Mun Giang. K10 và kèm số mã cho em là em chốt đơn. K10 cho quá chị là rẻ các chị luôn mọi người này. K10 cho em mọi người này. Siêu sốc cho các bác luôn nhá, đây có 45.000. Chị Ngọc Vinh Võ Thị. 45.000 đồng cho em cái sơ mi. K10 cho chị Triều Võ. Xe đỏ này. Chị Nguyễn Nguyễn. Tặng các chị bố chị cái sơ mi này luôn. Chị Sơ Ly Nguyễn, chị Vân Nam, chị Nguyễn Thương, chị Triều Lê. Em tặng mẫu chị một cái áo sơ mi này luôn nha các chị yêu nhá. Đây các chị nhìn cho em mọi người này. Cái sơ mi này em có ít em treo luôn. K10 cho chị Nam Anh Vương. Nam Nam Vương 2 chiếc. Chị Nguyễn Thị Cần có đơn ạ. Cái sơ mi này các chị nhìn cho em mọi người này. Chị Vương Hà. 99.000 em còn mấy cái nhá. Chị Khoa Lã. Sơ mi này là hàng 99.000. Nhưng mà em còn có mỗi mấy cái thôi, em tặng các chị nốt với giá là 39.000. 39.000 đồng các chị ơi, mình sẽ lên cho em mã hàng là K11 cho em. K11 39.000 đồng cho em mọi người. 39.000 đồng các chị sẽ lên đơn cho em mã hàng là K11 cho em nhá. K11 cộng số điện thoại cho em là em nhận đơn. Đây. Thật sự là nó rất là đẹp luôn đấy mọi người, nó đẹp cực kỳ luôn các chị yêu ạ. Đó, cái sơ mi này của em nhá, 40 cân đến 60 cân. 40 cân đến tầm 57 cân lên cho em mọi người, 57 cân đi. 99.000 các chị này, cổ đẹp chưa các chị, cổ nhà em may đẹp không mọi người? Cổ may rất là đẹp luôn, phong của áo may cũng đẹp luôn nhá mọi người nhá. Em tặng cả nhà luôn là 39.000 đồng, em còn mấy cái thôi, mã hàng sẽ là K11 cho em. Đây là sơ mi tơ lụa các chị ạ. Vải của nó sẽ là vải tơ lụa nha các chị nhá. Rất là mềm. Vừa mềm các chị này, vừa xịn này và vừa đẹp cho em luôn nhá. Mình sẽ lên đơn cho em mọi người này. Bình luận cho em mã hàng là K11 cộng số điện thoại cho em, có ít thôi mọi người, cái mã này không có nhiều đâu, K11 cho em nhá. 39.000 một chiếc cho em. Mà cái sơ mi này của em mặc nó mát lắm các chị ạ. Vừa mát và vừa nhẹ mà chỉ có 39.000 đồng. Chị Trương Thọ. 39.000 đồng. Chị Phạm Tuyến. 39.000 đồng các chị ơi. Lên giúp em mã hàng sẽ là K11 cho em nhá. K11 cộng số điện thoại cho em là bên em chốt ơn, nhức nách quá. Nhức chị nách quá, 39.000. Chị Lê Liên có 39.000. 39.000 đồng các bác ơi. Lên giúp em mọi người này. Mã hàng sẽ là K11 cho nhân 39.000 có mấy cái này, xong qua mã. Cái này chỉ có chị mấy cái nữa mọi người, xong em sẽ qua mã nhé. Chị Sơn Hương áo dài. Xả 39.000 cho mọi người. Chị Phạm Tuyến. Sơ mi tơ lụa các chị ạ. Chị Khánh Huyền. Cái sơ mi này của em là hàng tơ lụa nha mọi người. Xả các chị 39.000. Chị Thủy Thủy Tiên. 39.000 đồng. Chị Dung Lê. 39.000 một chiếc các chị này. Chị Thủy Đoàn. T11 à, K11 cho em. Thủy Đoàn có bên lại cho em là K10. K11 các chị yêu nhé. Áo em mặc là K10. Sơ mi là K11. Sơ mi 39.000. Sơ mi có 39.000 các chị. Không nhà nào bán sơ mi 39.000 đâu. Em xả các chị sơ mi 39.000. Sơ mi 39.000 mọi người ạ. Bán thanh lý các bác quá là rẻ luôn. Cái sơ mi các chị mua rẻ nhất phải là trên 100.000 rồi. Chị Khánh em giảm các chị 39.000. Chị Nguyễn Thanh có 39.000 mọi người ạ. K11 cho em nhá. K một đen cái này còn mua 10 cái em sẵn nó không chặn mầm. Chúng ta cho chị Quyên Trịnh. Chị Tân Nguyễn này, anh, này. Cái mã này mẫu mà còn ít các chị này. Đấy. Những màu kia mà còn đưa cho em mẫu 10 cái. Cái mã này em còn em xả lỗ vốn nó không chuẩn màu các chị này. Tại vì mẫu màu của nó còn có mấy cái đấy các chị ạ. Mà màu nào cũng đẹp đấy các chị ạ. Cái này màu nào cũng xinh. Các chị nhìn này, còn cả 3 màu xanh nhá mọi người, nhận xả không chọn đây này. Cái này còn 3 màu này. 3 màu này các chị nhá. Màu nào cũng đẹp luôn, em xả không chọn màu. Được chưa ạ? 3 màu này em xả không chọn màu nhá các chị yêu nhá. Thật sự là cái này em bán tiếc lắm các chị, đẹp lắm mà các chị xem.
đẹp lắm mọi người. Anh ơi, cho lỗ trở lại anh bố em. Em tặng sốc cho các bác mình luôn nhé mọi người. Mỗi bác chia sẻ giúp em một lượt mọi người này. Cái này thì xinh lắm nhưng mà xả cũng tiếc mọi người này. Tiếc lắm ấy mọi người ạ. Eo đẹp xuất thần các chị ơi. Nhưng mà mỗi màu của nó còn ít nha em xả nhá. Các chị không tị nhau về giá cho em. Được chưa ạ? Cái này thì đẹp cực kỳ luôn mọi người này. Mỗi bác chia sẻ giúp em một lượt nhé mọi người. Bác nào mình chưa chia sẻ thì các chị bấm chia sẻ livestream giúp em lên. Cái này mỗi màu của em còn có mấy cái nữa, các chị không tị nhau về giá giúp em nhé. Thì để cho em tặng quà, em biếu các chị nốt đây này. Còn 3 màu này, cái này là hàng 139.000. 139.000 3 màu đều là màu xanh. Nó đều là còn 3 màu xanh nhá, chị em xả không chọn màu, màu nào cũng đẹp. Hoa nào cũng rất là đẹp, chỉ có 3 màu này thôi. Màu nào cũng rất là đẹp cho em. Hàng này là 150.000 một chiếc. 150.000 một chiếc này, 40 cân đến 57 cân cho em nhá. 57 cân đổ lại cho em là các chị sẽ mặc vừa. Và các chị sẽ lên cho em mã hàng là bao nhiêu anh nhỉ? K12 nhá. K12 nhá, 150.000 bây giờ em xả không chọn màu, còn 3 màu này này. 40 cân đến 57 cân các chị mặc vừa, anh đọc cho em mã này K12 cho em xả nốt. 39.000. 39.000 các chị nhá, không chọn màu cho em, còn 3 màu này. Em còn 3 màu này các chị này, em xả cho nó gọn luôn là 39.000 đồng. Được chưa ạ? Tổng cộng sẽ có 3 màu, ai đấy cả 3 chiếc sẽ là cả 3 màu cho em. Được chưa ạ? Không chọn màu cho em, màu nào cũng đẹp, hoa nào cũng xinh. Hoa nào cũng xinh. 39.000 đồng cho em. Được chưa ạ? 39.000 đồng các chị sẽ lên cho em mã hàng là K12 đúng không? K12 chị Trương Thọ. K12 các chị ơi, 39.000 đồng thằng nhìn đúng lỗ vốn mã này luôn. Chị Nhàn Thanh có đơn. K12 cho em nha các chị yêu nha. Chị Dung Lê. Siêu sốc cho các bác luôn. 39.000. Ai lấy 1 chiếc thì sẽ là 1 màu. 2 chiếc thì sẽ là 2 màu. 3 chiếc thì sẽ là 3 màu cho em nhé mọi người nhé. Áo phông, không phải áo phông đấy, là áo len bông tơ ghi chị, cái sọc vàng đen ý, là K1 cho em là 89.000. K12 K12 em xả 39.000 đồng. Lên cho em mã hàng là K12 cho em. Đẹp quá mọi người. Chị Nhân Võ để lại số điện thoại cho em chị ơi. Siêu xinh như các bác luôn mọi người này. K12 cho chị Thủy Hoa. 57 cân đổ lại. Mỗi màu của mấy cái em sẽ qua mã nhanh nhé. Cái này mỗi màu của em chỉ có mấy cái thôi mọi người ạ. K12 cho em này, chị qua mã này. Gần hết mã rồi các chị ạ. Mã này gần hết rồi nha, tại vì là mỗi màu của em chỉ có mấy cái thôi, em mới xả mất 39.000 hàng của em. Hàng 12 cho chị Diễm Ngọc. Hàng này của em là hàng trăm mấy đấy các chị ơi, xả các chị ngon mọi người này. 39.000 đồng các chị này. Lên cho em hàng là K12. Ai lấy 1 chiếc là 1 màu, 2 chiếc là 2 màu. 3 chiếc thì sẽ là 3 màu cho em. Đẹp lắm luôn mọi người ạ. Xả 39.000. 39.000 đồng các chị này. Lên cho em mã hàng là K12 cho em, xuất sắc màu nào cũng đẹp. Chào màu chị Nguyễn Thị Loan. Màu nào cũng xinh. K12 cho chị Đậu Bùi. Màu của em thì siêu siêu đẹp luôn các chị em này. Còn nha chị Hằng Nga. K12 cho em mọi người này, 39.000 em ơi. Hoa xinh lắm các chị, hoa đẹp dã man luôn các chị này. Chị Thu Bùi, chị Nguyễn Thái. Em xả các chị 39.000 thôi. Chị Trần Thị Thúy Kiều. 39.000 các chị ạ. Mình sẽ lên đơn cho em mã hàng là K12 cho em nhé. K12 có số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. K12 cho em các chị này. K12 chiếc. Chi ân cho các chị 39.000. Em này mà không mua thì phí lắm ý các chị ạ. Hàng cao cấp. Cái mã này mua bên ngoài toàn là trăm mấy một cái thôi. Xinh lắm. 39.000. 39.000 đồng. Lên cho em mã hàng là K12 cho em này. Đẹp quá. Còn cho chị Hùng Trần. Còn ít nữa cho em này. Chị Trung Hoàng. Gần hết luôn mã này rồi các chị, em xả có 39.000 thôi mà. Chị Hoa Trinh Nữ áo đẹp quá. 39.000 đồng các chị ơi, lên cho em mã hàng là K12 cho em nhé. Xinh lắm, màu nặng đẹp. Màu nào trái tim băng giá. Màu chị nào chị rất là đẹp các chị ạ. Chị Chú Sùng, chị Nguyễn Xuân, chị K12 K12 cho em các chị này. Chị Hằng Nga, Hằng Nga. 39.000 đồng các chị. 39.000 đồng các chị ơi, lên luôn cho em mã hàng là K12 cho em. Được kiểm tra hàng, chúc cái thanh toán cho em mọi người ạ. Siêu siêu rẻ luôn nha các chị yêu nhá. Lên cho em mã hàng là K12 cho em. Xong em sẽ tặng các chị mã bộ xinh lắm, mã bộ này cực kỳ luôn này.
chị Thanh Nhàn fan để lại số điện thoại chị ơi. Đây. Cái để lại số điện thoại cho em ạ. À, cho nên các chị một cái mã hot này trước đi. Cho đơn cho chị Nguyên Kim, chị Dược Lèo Minh Nguyệt. Đây là các chị một mã hot nhé. Chị Bùi Lụa 3 chiếc, chị Đặng Hành, chị Trần Minh, chị Lên một mã hot đây các bác trước mọi người này. Các bác chia sẻ livestream giùm em. Chia là các chị một mã hot nhé mọi người nha. Chị Hiếu Thắng em có chị ạ. K12 cho chị Hoa Nguyễn, chị Nguyễn Quỳnh, chị Nguyễn Hòa. Cái này đẹp lắm mọi người, các bác chia sẻ livestream giùm em mọi người này. Áo đang mặc là mã hàng K12 nha các chị. K12 thì em xả không chọn màu nhé mọi người. Xả không chọn màu là 39 à. Ừ. 39.000 các chị ạ. 39 em xả không chọn màu. Cái này xinh lắm em luôn đấy các chị. Mùa đông không lạnh. K12 cho chị Thanh Huyền, chị Trần Thu, chị Hồ Lê. K12 cho chị Ngọc Diễm Nguyễn, chị Trương Thọ, chị Cầu Vồng Khuyết. Cái này em có mấy cái nhé mọi người nhé. Cái này chỉ có mấy cái thôi. Cái này của em là em chỉ có mỗi mấy cái thôi nhé mọi người nhé. Em tặng các chị mỗi chị một chiếc mọi người này. Tri ân là các chị mỗi chị một chiếc này nha. Cái này có 10 cái thôi. Chị Tàu Vương. Cái này của em là chỉ có 3 chiếc. Em chỉ có đúng 10 cái thôi nhé mọi người nhé. Các bác chia sẻ livestream giúp em mọi người này. Mẫu này sẽ có 10 chiếc thôi, em chia cho các chị luôn. Mã hàng là K13 cho em là có đúng 10 cái, em chia cho các chị 60.000. Chỉ có mỗi 10 cái duy nhất các chị này. Chi ân cho các chị mẫu này sẽ là 60.000. 60.000 nha mọi người nhá. Đây, các chị sẽ lên cho em mã hàng là K13 giùm em. K13 các chị này cộng số điện thoại cho em nhé mọi người nhá. Chỉ có duy nhất 10 cái. Mã này em chỉ có duy nhất là 10 cái nhé mọi người nhá. Chi ân cho các chị với giá là 60.000. Ai nhanh tay người được tay 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, cả cái mặc mới là 10. Chỉ có 10 cái thôi, 55 cân đổ lại cho em mặc đẹp. Mã này sẽ là 55 cân đổ lại các chị mặc đẹp cho em nhá. Lên cho em mã hàng nó sẽ là K14 thôi. 13. K13 cho em. K13 cho em này, sao đến 55 cân. Chị Cát Bụi có K13. Chị Đỗ Minh Khang có K13 cho em xin số lại. Em bán là các chị cái này 60.000. Chị Nguyễn Lan Anh 60.000 các chị ơi. 60.000 các chị này. Lên cho em mã hàng là K13 cho em nhé mọi người nha. 60.000. Chị em chỉ có mấy cái thôi. Chị Đỗ Minh Khang chỉ có duy nhất mỗi mấy cái thôi chị ạ. Chị nào chọn thì mình sẽ lên cho em mã hàng là K13 cho em nhé. Đây. K13 cho chị Sơn Hương áo dài. K13 cho em này, 60.000. Chị Nguyễn Thị Loan. K13 cho chị Lý Cẩm Dương. 60.000 các chị này, dù qua mã hết rồi còn một cái nữa là chị Học nhé. Em qua mã các chị mọi người này, em lên bộ nhá. Chị Xuân Hương áo dài có rồi chị ạ. Lên là các chị bộ đây mọi người này, tặng các chị các cái bộ này. Lên là các chị đồ bộ chào đây, mọi chị người này. Lên chia là các chị bộ nhé mọi người nha, bộ đẹp lắm. Lên bộ cao cấp cho mọi người luôn. Quần đang mặc mã hàng là K6 nha các chị. K13 cho chị Thỏ Bi, chị Đỗ Minh Khang. K13 các chị này giá chiên nó các chị sẽ là 60.000. 60.000 một chiếc nhé mọi người. Lên giùm em mã là K13. Chúng tôi cho chị Hà Lê, chị Pu Cao Anh. Rồi em lên là các chị cái mã bộ mọi người xinh lắm, bộ đẹp cực kỳ luôn. Chị Mai Thị Miên. Bộ này của em thì siêu đẹp nhé mọi người nha. Một bác chia sẻ giúp em một lượt mọi người này. Chị Khoa Lã. Bộ này thì đẹp lắm luôn đó mọi người. Vừa nha chị Nguyễn Linh ơi. Đây, cái bộ này của em là bộ đuôi tơ. Bộ này của em là bộ đuôi tơ các chị này. Mùa xuân. Bộ đuôi tơ nhé mọi người, bộ này là hàng 99.000. 99.000 một bộ các chị này. Cùng là một màu nó sẽ có nhiều họa tiết các chị này. Một màu này nó sẽ có nhiều họa tiết khác nhau nhưng em chỉ xả chọn màu không chọn họa tiết. Chọn màu các chị này, không chọn họa tiết giùm em. 60 cân đổi lại cho em các chị mặc vừa, được chưa ạ? Đây là một bộ đuôi tơ rất là mềm và rất là đẹp, hàng này của em cổ bé luôn.
hàng cổ bẻ này sẽ rất là đẹp luôn nhé mọi người nhá. 99.000 bộ này bây giờ em xả nốt các chị 50.000 mã hàng là K14 này. K14 cho em 50k. K14 cho em các chị ạ, bộ này em xả các chị là 50.000. 50.000 là một bộ nha các chị yêu nhá. Mình sẽ lên đơn cho em mã hàng là K14 cho em. Mà bộ này là bộ hàng cao cấp các chị ạ. Bộ này chất của nó rất là mềm xịn, đây là hàng bộ đuôi tơ. Bộ đuôi tơ hàng chuẩn loại 1, nếu như mà các chị nhận hàng không chuẩn hàng đuôi tơ, em cho các chị trả lại hàng. Đúng không chuẩn hàng đuôi tơ nhá mọi người, cho các bác trả lại hàng luôn. Em xả cho các chị với giá là 50.000. 50.000 đồng cho em một bộ nha các chị yêu nhá. Lên cho em mã hàng sẽ là K14 cho em, 40 cân có vừa. 40 cân đến 60 cân cho em. K14 cho em cứ chuẩn hàng đuôi tơ cho các chị nhận hàng. K14 không chuẩn đuôi tơ các chị trả lại hàng cho em. Em xả 50.000. Xả là các chị với giá sẽ là 50.000 đồng một bộ cho em. Bộ này của em là quần đùi, áo cộc và là quần đùi nha các chị nhá. K14. K14 lên 50.000. Em xả 50.000 một bộ. 50.000 một bộ nha các chị yêu nhá. Lên đơn cho em là K14 cho em. K14 các chị này. Siêu rẻ là các chị luôn này, 50.000. 50.000 đồng một bộ nha các chị nhá. Lên đơn cho em mã hàng là K14 giúp em. K14 là kèm xả cho em. Đẹp mê ly các chị ơi. Xả siêu rẻ là 50.000 một bộ. 50.000 đồng một bộ các chị này. Lên đơn cho em là K14 cho em. K14 các chị này. K14 là kèm xuất hạ cho em. Xả cho các chị với giá sẽ là 50.000. 50.000 đồng một bộ nha mọi người nha. Lên dùm em mã hàng sẽ là K14 cho em. Đẹp xuất sắc mọi người. Siêu đẹp cho các chị luôn mọi người này. Mà chỉ có 50.000 đồng thôi. 50.000 một bộ các chị này. Lên cho em mã hàng là K14 cho em. Rồi cho em cái bộ mẹ đem tặng các chị một mã bộ mẹ. Lên tặng các chị một mã bộ mẹ mọi người này. Mỗi bác chia sẻ giùm em một lượt nhé mọi người nhé. Tri ân là các chị một mã bộ mẹ luôn. Bộ mẹ này thì siêu đẹp cho các chị luôn à. Bộ mẹ nhé mọi người nhé, đẹp nhất nách luôn mọi người này. K14 cho chị Nguyễn Hòa, chị Tâm Trần. K14 là các chị kèm số điện thoại cho em nhé mọi người nhé. Là bên em chốt đơn cho các chị này. Được kiểm tra hàng trước cái thanh toán cho em nhé mọi người. K14 cho chị Trúc Nhi. Chị Phan Tường. Rồi lên tặng các chị một mã bộ mẹ. Bộ mẹ nhà em thì siêu đẹp mọi người này. Về nó mới sạch các chị ạ. Bộ về nhà em đảm bảo là về đến đâu là hết hàng đến đấy luôn nhé mọi người. Giờ bộ mẹ này các chị lên cho em mã hàng là K15 cho em mọi người ạ. 65 cân, 66 cân vẫn mặc vừa. 65, 66 cân đổ lại cho em là mặc vừa nha các chị nhé. Mình sẽ lên đơn cho em mã hàng là K15 dùm em. K15 cho em mọi người này. Bộ này các chị mua bên ngoài 150. Mua bên ngoài các chị này là 150 nhé mọi người nhá. 150.000. 150.000 đồng các chị ơi, mình mới được mua được một bộ này. Em xả cho các chị với giá sẽ là 59.000. 59.000 một bộ nha các chị yêu nhá. 59.000 thôi. $59.000 cho em mình sẽ mua được một bộ này. Được chưa ạ? Các chị sẽ lên đơn cho em mã hàng là K15 cho em nhé mọi người nhá. Siêu đẹp cho các chị luôn. Đây là hàng chất của em là chất đuỗi xước. Chất đuỗi xước các chị này. Không bay, không nhão, không sùng, không bị sổm lông như mọi người. Mà em tặng siêu rẻ các chị yêu mình chỉ với giá sẽ là 59.000 một bộ này. 59.000 nhiều khi các chị cho mẹ 100.000 hoặc là 200.000 thì nó cũng không ý nghĩa bằng việc là các chị mua một bộ đồ tặng mẹ. Thì nó rất là ý nghĩa, nó sẽ ý nghĩa hơn nhiều. Các chị mua 1-2 bộ quần áo cho mẹ nhé mọi người. Thì cái việc đấy mọi người thì nó sẽ có một cái tình cảm gọi là một cái sự quan tâm. Một cái sự quan tâm nhé mọi người nhé. Một cái tình cảm rất là thiêng liêng luôn. Đó, mà tiền các chị cho 100.000-200.000 thì nó không thể sánh bằng được các chị ạ. Đấy, mình sẽ lên đơn cho em mọi người này. Cho em mã hàng sẽ là K15 cho em nhé. K15 cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. Tặng siêu sốc cho mọi người luôn với giá sẽ là 59.000 một bộ. 59.000 đồng mọi người này. Rồi K15 của chị Hoàng Định
K15 của chị Thuyên Lý, K15 của chị Hoa Nguyễn Liên. Co giãn 4 chiều, chợ hàng này siêu co giãn chất đuối sức. Chất đuối sức co giãn 4 chiều rất là mềm và mát luôn. Vừa mềm vừa mát cho em nhé. K15 cho em. K15 cho chị Hà Phạm. Em xả các chị 59.000. Chị Phương Nam để 59.000 các chị ơi. 59.000 một bộ nhé. Mình sẽ lên đơn cho em là K15 của em. K15 các chị ạ, kèm số lạ cho em này, em chốt đơn. Chị Dư Thảo. Rất là đẹp các chị luôn. K15 cho em các chị này. Đây. Chị ơn mọi người 59.000. Chị Đoàn Thị Quyến ơi. 59.000 một bộ nha các chị yêu nhé. Lên đơn cho em ạ, hàng sẽ là K15 cho em. Quần này các chị sẽ mặc dài qua mũi. Chị Nguyễn Duyên. Quần này mình sẽ mặc dài qua mũi cho em các chị này. Chị Hoa Lê. Mình sẽ lên đơn cho em ạ, hàng là K15 giúp em. Chị Tường Thị Nguyên. K15 các chị này, chụp số điện thoại cho em, ném chốt đơn. Chị Anh Hoàng. Tặng sắp cho các cái mã này luôn này. Chị Vi Bà, chị Nguyễn Thái, chị Dung Lê, chị Nguyễn Niên, chị Mai Mai Trần. K15 cho chị Nguyễn Ngọc, chị Ngọc Hân Đoàn. Chị Vi Bà có đơn rồi ạ. K15 cho chị Nguyễn Phượng. Chị Anh Hoàng. K15 dùm em một người. Thái có đơn rồi chị ơi. Đây, cái ổ này của em là có cả màu đỏ đậm đỏ nhạt. Em xả không chọn đỏ đậm đỏ nhạt nhé. Chị Nguyễn Lan Anh. Cái bộ này là bộ Sài Gòn. Bộ Sài Gòn hàng cốt tông các chị này. Đây. Em còn cả đỏ đậm đỏ nhạt em xả không chọn đâu. Cả đỏ đậm đỏ nhạt em xả không chọn nhé. Em ra ngoài kia xem còn bộ này còn màu gì em đây rồi. Em bán mấy màu luôn. Chị Đoàn Quyên. Bộ này em nói luôn này, em còn cả đỏ nhạt và còn đỏ đậm em xả không chọn, em tặng các chị nốt luôn này. Em sẽ tặng các bác luôn. Đây là bộ hàng Sài Gòn mọi người, đẹp lắm. Bộ này đẹp cực kỳ luôn mọi người này. Hàng này các chị mua tầm là 180-200 thôi. 180-200 nghìn một bộ đấy các chị này. Đẹp long lanh cành đào nhé mọi người nha. Đây. Quần mặc quần dài qua gối cho em đẹp chưa? Cả đỏ đậm cả đỏ nhạt, quần dài qua gối em đứng xa các chị để bỏ đúng cho các chị nhìn này. Em xả là không chọn đậm hay nhạt đâu nha các chị nhá. Đây. Đẹp lắm luôn mọi người, hàng này trăm mấy luôn đấy. 170-180 nghìn em tặng các chị bộ này 59.000. 59.000 đồng cho em mọi người, 59.000 đồng cho em này. Nếu như hàng này không phải là hàng xịn thật luôn, em đền tiền các chị, cái chất này là hàng chất cốt tông mịn đẹp chuẩn xịn hàng Sài Gòn luôn. Được chưa ạ? Em tặng các bác mình luôn 59.000. 59.000 đồng cho em nhá. Mọi người sẽ lên cho em ạ, hàng là K16 cho em. Em không chọn là đỏ đậm hay đỏ nhạt đâu các chị ơi. Nó có cả đỏ đậm đỏ nhạt em xả không chọn nhá, size từ 40 cân đến 60 cân cho em. 40 cân đến 60 cân cho em, K16 cho em, quần mặc dài qua gối. Và em xin lấy danh dự của em ra hứa là cái bộ này nó quá đẹp. Nó quá đẹp mà cái giá thực của nó phải là 160-180, em tặng các chị 59.000. 59.000 đồng nha các chị nhé. Mình sẽ lên cho em ạ, hàng là K16 cho em. Chị Cát Bụi. K16 cho em, các bác cứ nhận hàng, kiểm tra hàng. Nếu như bộ này chất xấu các chị bảo em để em nghỉ bán hàng luôn, em khỏi phải bán hàng, khỏi phải nói phét mọi người. Nếu như bộ này mà xấu các chị bảo em nghỉ bán hàng để em đỡ phải nói phét, em đỡ phải nói điêu nha các chị nhá. Đây. Đẹp lắm bộ này luôn nhé mọi người. Nó là hàng Sài Gòn siêu đẹp luôn. Các chị hay mua bộ Sài Gòn giá bao tiền mọi người? Rẻ nhất trên 100.000 em bán 59.000. 59.000 đồng các chị yêu nhá. Đấy. Không chọn đỏ đậm đỏ nhạt đâu chị nhá, cùng là một tông đỏ thôi. 59.000. Thì thôi đâu. 59.000 đồng. 59.000 đồng các chị ạ, mã hàng K16 cho em mọi người này. K16 áo rách rồi, áo đâu? Áo rách chỗ nào đây chị? Đâu, anh nhìn xem. Thế à? Ai đây? Áo rách rồi kìa, đâu rách đâu chị? Rách đâu? Chị Phương Nam hai bộ. Đâu chị? Rách đâu? K16 cho chị Phạm Thùy. Nó cứ trêu em là làm em hết cả hồn. Chị Linh. Rách đâu chị? Chị Dương Thị Thảo. K16 cho em. Đông, chị Trần Hằng. K16 cho em mọi người này. Chị Lý Linh, chị Vân Thùy Linh. K16 cho em mọi người này. Chị Cúc Kim. Em tìm mã cũng như rách cho em cái màu vàng nhá. Chị Thoa Đàm. Cho em cái màu vàng. Hai bộ của chị Nguyễn Thị Thúy. Rồi chị hết Thúy nhá. Nguyễn. Hết K16, các chị hết K16 đây, màu vàng các chị lên cho em là K17. Đẹp quá mọi người. Màu vàng các chị lên cho em là K17 cho em 59.000. K17 cho em các chị yêu ơi, 59.000 này. Đẹp lắm các chị, chất nó đanh dã man đi mọi người ạ. Chất nó đanh mà nó mịn dã man luôn các chị ơi, 59.000 đồng. 59.000 đồng chuẩn hàng Sài Gòn cho em luôn mọi người ạ.
chất sướng nó dã man luôn mọi người. Hàng công ty nhá, hàng Sài Gòn này hàng công ty size đến 62 cân cho em. Size đến 62 cân, mã hàng là cái này là K17 ấy. K17 cho em 59.000. Chúng ta cho chị Nhí Cẩm Dương. K17 nha các chị ơi, 40 cân đến 62 cân cho em. Trần Thị Tình. 40 cân các chị ạ. 59.000 mọi người. Khiếp hàng này. Hàng đẹp người ta may các chị ạ. Trần Thị Tình. Người ta may cô. Xong rồi là đến những cái mật, những cái đường mật theo ấy cũng chuẩn dã man luôn nha các chị nhá. K17 và các chị kèm số lại cho em. Này. Đẹp nhất nách các chị yêu nhá. 16 hết các chị nhá. K16 hết nha các chị yêu nhá. Lên cho em mã hàng là K17 cho em. Chị Nem Nê có K17 các chị này cộng số điện thoại cho em. Là bên em chốt đơn nha các chị yêu nhá. K17 cho em các chị này. K17 cho chị Nhí Cẩm Dương. K17 cho em các chị này. Chị Đỗ Minh Khang, chị Hoa Trương. K17 và các chị kèm số tạo cho em. Mọi người đẹp quá mọi người. Rồi ôi tặng sấp cho các bạn đây. K17 cho em không xỉ đâu chị ơi. Này K17 và kèm số tạo cho em. Chị Nguyễn Tâm, chị Nga Phạm. K17 cho em chị này. Trời ơi, kiểu chị của nó vậy các bác ơi. Đây, khổ ghê luôn. Để bảo sách kiểu của nó vậy nhá mọi người nhá. Đây các chị nhìn cho em. Đây, đây. Kiểu của nó vậy đây các chị nhìn cho em nè. Đây. Đó, không phải rách nhá mọi người nha, không phải rách nha. Làm em cứ đi tìm chỗ rách mãi mà không tìm thấy ở đâu mọi người. K17 cho em các chị này. Chị Quan Đàm, chị Tri Ân cho các bác mọi người này. Tặng cho các chị yêu mình 59.000. Chị 59.000. Chị Mai Quỳnh. 59.000 đồng các chị này. Chị Trần Hằng. K17 cho em mọi người này. Chuẩn hàng Sài Gòn cho em mọi người. Chị Tâu Vương. K17 cho em các chị này 59.000. Sai đến 62 cân cho em. Chị Phạm Hoa. Quần các chị cho em này. Chị Hà Nguyễn. Trời ơi đẹp chưa mọi người. 59.000. 59.000 đồng các chị này. Chị Lê Huyền. 59.000 đồng nha các chị nhá. Lên đơn cho em mã hàng là K17 cho em. Hàng Sài Gòn các chị tham khảo giá đi mọi người. Các chị cứ tham khảo giá cho em thoải mái nhé mọi người nhé. Em bán là các chị 59.000. 59.000 đồng các chị. 59.000 đồng để em tìm một bộ size của em. 59.000 đồng các chị này. Em size L. 59.000 đồng các chị này. Trời ơi hàng nó tụi là siêu mê đấy các chị ạ. Mà nó có đẹp mê mẩn luôn đấy mọi người ơi. Rồi tiếp vào các chị mọi người này. Đây, quần này. Chốt đơn cho chị Phương Lan, chị Đoàn Duyên, chị Nguyên Đoàn. Chị Bình Ngọc có K17 ạ. Sai đến 60 cân cho em mọi người này. 40 cân đến 60 cân cho em nha các chị nhá. 40 cân đến 60 cân cho em các chị này. Chị Hoa Quân Nê. Chị Phan Nữ. 40 đến 60 cân nhá. Rồi 40 cân các chị yêu ơi, đến 60 cân cho là con mày đẹp lắm mọi người. Đúng chất này không thể nào chê nổi nữa mọi người. Hàng chuẩn hàng công ty thế nhá mọi người nhá. Hàng công ty các chị này siêu siêu đẹp luôn mọi người ơi. Đây. Bộ này các bác lên cho em mã hàng là K18 cho em nhá. Eo ơi. Xuất sắc các bác ơi. Siêu xuất sắc cho em mọi người này. Nó sẽ có xanh đậm xinh nhạt, em xả không chọn nhé mọi người. Nó sẽ có xanh đậm xinh nhạt các chị này. Xanh đậm xinh nhạt nhưng nó cũng xem nhau mọi người. Nó cũng có xem nhau nhé. Em xả không chọn xanh đậm xinh nhạt cho em mọi người nhé. Đây. Đây mọi người ơi, không phải rách nhé các chị nhé. Kiểu em dơ các chị xem này. Đây. Cái kiểu của nó thế mọi người nhìn cho em này. Đây. Các chị nhìn cho em mọi người này. Đây là cái kiểu của nó nhé mọi người. Không phải rách các bác nhìn cho em này. Đây. Đây là cái kiểu may của người ta ấy mọi người. Đây các chị nhìn cho em này. Đây. Đó, được chưa mọi người ơi? Đây. Giờ kỹ các chị nhìn nhá, không phải rách nhá mọi người nha. Đó, đây. Được chưa ạ? 10 cái nào như nhau cả 10 hết mọi người ơi. Đây. Các chị lên cho em mã hàng là K18 cho em nhá. K18 cho chị. K18 cho em. K18 cho em các chị này. 59.000. 40 cân đến 60 cân. 40 cân đến 60 cân các chị ơi. K18 cho em nhá, 59.000. 59.000. K18 nhá mọi người, cộng số điện thoại cho em 59.000. K18 cho chị Nguyên Đoàn. 59.000. Thắm Hải. 59.000 ạ. Nguyên Xanh. 59.000 các chị yêu ơi. K18 mà các chị kèm số bạn cho em. Chị Linh Thị Trình. 59.000 đồng. Chị Phạm Ngọc Bích. 59.000 đồng. K18. K18 các chị này, 59.000 một người. Chuẩn hàng Sài Gòn cho em mọi người. Siêu siêu đẹp luôn nha các chị nhá. K18 cho em. Đây. K18 cho chị Hoa Trương, chị Đỗ Minh Khang. Đẹp lắm các chị này, quần mặc dài qua gối nhá. Chị Nguyễn Hà. Quần mặc dài qua gối cho em. K18 cho em các chị này.
chị đường lên 59.000. Sắp hết rồi. Chất còn đanh mà nó lì dã man các chị ạ. Chất rất là đanh và lì luôn. K18. K18 cho em mọi người này. Rồi hết K18 cho em nó cái màu cuối cùng. Màu cuối cùng là hết các chị ơi. Rồi màu cuối cùng anh xem màu cuối cùng là hết rồi. K18 cho chị Nguyễn Liên, chị Ngọc Diễm. Hết nha các chị nhá. Hết K18 nha các chị ơi. Chị Phương Ảnh lấy 5 màu ok chị ạ. Rồi sang K19 cho em màu hồng. Màu cuối cùng nha các chị ơi, màu cuối cùng cho em K19 cho em. Màu này hết ạ. Màu cuối cùng các chị nhá. Đây. Nếu giúp em các chị ơi, màu này của em nó sẽ có màu đậm và màu nhạt một chút để em xả không chọn đâu. Nó sẽ có tông đậm mà tông nhạt em xả không chọn với những mọi người nhá. Bởi vì đã thay lý các chị rồi. Hàng này 100 mấy các chị ạ. Chị Thảo Nguyên 100 mấy các chị này. Nó sẽ có tông đậm hơn và tông nhạt hơn những mọi người. Em xả không chọn nha các chị yêu nhá. Màu hồng sẽ là K19 cho em. Chị Sáng Út, chị Luyến Màu hồng các chị em, màu cuối cùng cho em là hết sạch. Màu cuối cùng cho em là hết sạch các chị yêu ạ. K19 giúp em. K19 nhá mọi người cho em xem. K19 siêu đẹp cho các chị luôn mọi người ơi. Lên rồi em mang hàng là K19 cho em các chị này. Tặng sốc cho anh một lần gì ạ? K19 cho em các bác ơi. Đây. Đẹp mê mẩn cho các chị yêu. 59.000. 59.000 đồng một bộ nha các chị nha. Lên đơn cho em mang hàng sẽ là K19 cho em. Nếu như cứ không mịn. Đây. Chất vải cứ không mịn và đanh em trả lại tiền cho mọi người luôn. Đó. Đẹp lắm luôn các chị này. K19 và kèm số nào cho em nhé mọi người nhá. Là bên em nhận đơn. Siêu sốc mã này luôn, 59.000 là một bộ cho em nhá. 59.000 này. 40 cân đến 60 cân cho em các chị mặc vừa. Mà cuối cùng là hết rồi chị Thùy Vân, chị Tha Thứ Nỗi Lầm ok chị này, K19 chị Đào Huệ, chị Đỗ Minh Phương, chị Hoàng Yến, Nguyễn Thị ok chị này. K19 này. Đặng Nguyên Minh. Đó tặng các chị yêu mọi người này. Nó sẽ có màu đậm và màu nhạt hơn một chút mọi người này. 59.000 thôi. Em xả cho chị 59.000. 59.000 mọi người. Lên cho em mã hàng sẽ là K19 nhé. K19 là kèm số mạng cho em. Đã. Chị Phạm Lan. Các chị 59.000. Chị Hoa Trương. 59.000 một bộ này. Chị Trần Thị Tình. Lên dùm em mã sẽ là K19 cho em. Chị Ngọc Kim. Rẻ quá luôn mọi người. Chị Phạm Thùy. 59.000. Chị Hà Vinh. 59.000 một bộ. Lên cho em mã hàng sẽ là K19 giúp em. Em chưa còn chị Vân Ngọc Thủy ơi. Đẹp quá mọi người ơi. Đây 59.000 cho chị Hoàng đi. 59.000 một bộ. Chị Bảo Lên Trân. Cho em mã hàng sẽ là K19 cho em còn 10 bộ nữa. Chị Dung Hoàng. 59.000 đồng các chị này. Chào chị Thúy Vân. Lên đơn cho em mã hàng là K19 giúp em. Đơn cho chị nó đẹp xuất sắc chứ mọi người. Hàng Sâm Đất có. Chị bộ này chị, siêu đẹp cho các chị luôn mọi người này. Có K19. K19 giúp em này. Đẹp quá mọi người, 59.000. Chúng ta cho chị Xuyến Hoàng. 59.000 một bộ các chị này. Chị Nguyễn Ái. Lên đơn cho em mã hàng là K19 cho em này. Siêu đẹp cho các bác luôn nhá. K19 cho em. Quần lửng các chị ạ. Quần lửng nhá mọi người nhá. Rồi hết đang qua mã các chị này. Anh cho em mặc cái áo kiểu ngoài cửa này. Có 30 cái ạ. Rồi em qua mã cho các chị nhá mọi người nhá. Chấm vàng vàng. Ê, giờ có một cái mã này xinh lắm, em qua mã các chị này, tặng các chị rẻ mã này. Tặng rẻ là các chị cái mã này mọi người này. Mã này ở đâu mà còn không biết, đẹp xò dã man luôn. Mỗi bác chia sẻ dùm em một lượt này. Lên lửng. Rồi ok, qua mã nhé mọi người, các bác chia sẻ dùm em. Mỗi bác chia sẻ lá chín cho em một lượt mọi người này. Để em chia giá sốc cho mọi người này. Hay nó treo còn lửng nữa đây. Chốt đơn cho chị Nguyệt Ánh, chị Nguyễn Thị Hương, chị Sơn Tùng, chị Trần Hương, chị Trịnh Thu. Đây cái áo này đẹp lắm mọi người, áo này xinh cực luôn. Áo này thì siêu xinh nhá mọi người. Có cho chị Ngọc Ánh. Xả cho các bác cái mã này mọi người này. Chị Thanh Nhàn phát lên tối rồi nhà em không có nhân viên trách ạ. Mai nhà em sẽ trách cho chị ạ. K19 cho chị Nguyễn Minh, chị Ngọc Kim, chị Quyên Bùi,
chị Thanh Hiền Phan phải để lại số điện thoại nữa chị ơi. Rồi mã này các chị lên cho em mã hàng là K20 cho em, đẹp quá mọi người. Tay của em sẽ là tay cánh rơi các chị cho em này. Đẹp và sang vô cùng luôn nhá. Mã này 40 cân đến 60 cân cho em siêu xinh này. Vâng. 40 cân nha các chị ơi, đến 60 cân các chị mặc vừa cho em. Em xả mỗi chị một cái này 39.000, chỉ có mỗi 30 cái thôi. 39.000 đồng các bác ơi, 39.000 đồng này. K20 và các chị kèm số điện thoại cho em. Đây. Hàng của em sẽ là hàng 2 lớp. Mã này nha các chị nhá, hàng 2 lớp mọi người này. Rất là mát luôn, tay cánh rơi mình sẽ không bị lộ bắp vai, không bị lộ bụng cho em, hàng 2 lớp các chị cho em này. Đây. Một lớp bên trong các chị này. Chị Lâm Huyền. Một lớp bên trong nhá mọi người nhá. Rồi em cảm ơn chị Oanh Nguyễn Thị nhá chị nhá, cảm ơn chị. Đây. Mình sẽ lên đơn cho em mã hàng là K20 cho em xả các chị này. Cho chị tha thứ lỗi lầm. K20 nha các chị ơi, xả cho mọi người với giá là 39.000. K20 cho chị 40 cân đến 60 cân cho em nhá. Size từ 40 cân các chị ạ, đến 60 cân cho em. Chị Lâm Huyến. 40 đến 60 cân nha các chị nhá. Lên nhận được dầu gội với táo đỏ rồi, thơm mà ngon lắm, cảm ơn chị Oanh nha. Em cảm ơn chị Oanh nhá. K20 cho chị Mỹ Cẩm Dương. K20 cho em. K20 cho chị Phúc Nguyễn. K20 cho em các chị này. Hoa Lê Minh. Chi ân cho mọi người này. Chị Vân Lê. Tặng sốc cho mọi người nha các chị yêu nhá. K20 cho chị Dương Huệ. K20 giùm em. Chị Mỹ Cá Trương Thị. Chi ân cho các chị mọi người này. K20 cho chị Nguyệt Ánh. 39.000. 39.000 đồng các chị ạ, đem tặng các chị quần đang mặc nhé. Quần đang mặc của em là quần lửng các chị ạ. K22 chiếc cho chị Trần. Quần đang mặc của em là quần lửng dáng baggy thì em tặng nốt các chị 40 cái đến 60 cân. Cho chị Mỹ Kế cho quần này em còn ít nha các chị nhá. Quần lửng các chị lên cho em mã hàng là K21 em tặng nốt 55.000. 55.000 một quần lửng các chị này. Quần lửng này của em là quần lửng dáng baggy, vải giống như là quần dài. Em còn ít thì em sẽ tặng các chị em mình nốt nha mọi người nhá. Tặng các mình nốt với giá sẽ là 55.000 một quần. 55.000 đồng một quần nha các chị yêu nhá. Mình sẽ lên đơn cho em mã hàng là mấy nhở, quên K21 giùm em. K21 các chị này cách số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. Quá là đẹp luôn nha mọi người nhá, siêu siêu đẹp luôn. Đây. Chốt đơn cho chị Xuân Mai. Chị yêu một chiếc mọi người này với giá sẽ là 55.000 một quần. 55.000 đồng một quần nha mọi người nhá. Chị Thu Hiền. Chị Quyên Trịnh nha. 55.000 đồng các chị này. Mẹ quần mình sẽ lên cho em mã hàng là K21 giùm em. K21 cho chị Nguyễn Phương. K21 các chị ạ, quần lửng. Quần lửng dáng baggy và chất của nó chất u mì Hàn. Chị Nghĩ Cẩm Dương ok chị ơi, để điện thoại cho em nhé. Dày và mịn nha các chị yêu nhá, em xả cho mọi người luôn. Chị đơn cho chị đó. Đề Thanh. Xả cho các chị em mình siêu siêu rẻ các chị này. K21 cho chị Cúc Nguyễn. Quần là K21 em xả có 55.000 đồng, size 40 cân đến 60 cân cho em. 40 cân các chị này đến 60 cân, một quần này hàng xịn. K21 cho chị Như Thủy. 55.000 một quần nha các chị yêu nhá. Chị Nga Nguyễn. Mình sẽ lên đơn cho em mã hàng là K21 giùm em. Chị Ní Cẩm Dương ok. K21 các chị này cộng số điện thoại cho em cho mọi người nha. Chị Nhung Vũ. Rất là đẹp cho mọi người luôn. K21 lấy 2 chiếc của chị Mẫn Thị. K21 và các chị kèm số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. Đẹp lắm mọi người ạ, 55.000 một quần nhá. 55.000 một chiếc nhá mọi người. K21 cho chị Nguyễn Thị Thu Hiền. K21 cho em. K21 2 quần cho chị Phạm Mai. K21 cho chị Dung Dung. Mã này em xả nó không chọn màu, còn mấy cái các chị này. Còn mấy cái em xả nó không chọn màu nhá. Quần là K21 các chị yêu ơi. Cái này em chỉ còn mấy cái để em xả nhá chị nào. K21 cho chị Phạm Thùy. Được thì may mắn cho em các chị này. Áo này của em rất là đẹp luôn. Xinh cực luôn nha mọi người nha. Em không, chị Thảo Nguyên Xanh ơi. K21 cho chị Trúc Nhi, chị Hoàng Trâm, chị Hà Dương, chị Nga Phạm. Cái này em chỉ còn có mỗi mấy cái nữa các chị. Em xả không chọn màu nốt nhá. Mình sẽ lên đơn cho em mã hàng là K22 em tặng nốt 35.000. Chị Khánh Phượng. Cái này em xả không chọn màu nha các chị nhá. K22 cho em 35.000 này. K21 cho chị Dung Võ. Cái này chị nào mình được màu nào thì các chị lấy màu đấy cho em nhá. Chị Sơn Hương. Được màu nào thì các chị sẽ lấy màu đấy cho em mọi người. Em tặng sốc cho mọi người luôn. Mỗi chị em mình một chiếc với giá sẽ là 35.000. 35.000 nhá, không chọn màu giùm em. Chị tha thứ lỗi lầm. Có mỗi mấy cái được các chị lên cho em mã hàng là K22 đúng không em? K22 cho em 35.000. Ai chiếc cho chị Lương Thọ. K22 các chị yêu ơi. Giá tri ân cho mọi người sẽ là bao nhiêu tiền ạ? 35.000 một chiếc cho em. 35.000 đồng nha mọi người nhé. Em còn mấy cái nữa các chị ạ?
Các em chỉ có mấy cái thôi. K22 có một cái xả 35.000. Chị Cẩm Dương 35.000 đồng các chị yêu ơi. Chị Nguyễn Phương này. K22 và kèm số lại cho em. Chị Hoa Quân Lê 35.000 một chiếc các chị yêu nhá. Lâm cho em 5 chiếc cho chị Đặng Nguyên Minh. K22 và các chị cộng số điện thoại cho em là bên em cho tôi. Siêu đẹp cho các chị luôn mọi người này. Chị Quý Vinh K22 nhá, rồi tiếp qua một mã xịn cho các chị. Qua một mã mà màu hot của nó hay các chị. Năm nay là hot cái màu hồng này, hồng đậm này và hot cái màu xanh đậm này các chị này. Lên chiên các chị, cái mã này xinh lắm nha mọi người nhá. Có 5 chiếc ạ. Mã này thì siêu đẹp luôn mọi người. Càng về sau này, các mã nó có ít hơn nha các chị. Nhưng nó rẻ hơn, mẹ đẹp. K22 cho chị Trinh Trinh, chị Phạm Tâm, chị Tha Thứ Lỗi Lầm, chị Anh Khang, chị Phương Lúi có K22 ạ. 2 chiếc của chị Đỗ Minh Khang. K22 chiếc cho chị Sú Sùng. Hai quần chị Lê Thị Hiền ơi, quần là mã hàng K21 nha chị. Cẩn thận không nhầm chị ạ. K22 cho chị Tùng Dương. Đây cái này xinh lắm mọi người, cái này xinh cực luôn mọi người. Cái này siêu xinh cho các chị luôn mọi người này. Chất mềm dã man luôn ấy. Cái này không phải là chất thô đâu các chị ạ. Chất mềm mà đẹp dã man luôn nha mọi người nhá. Xinh lắm. 40 cân đến 60 cân cho em các chị mặc vừa. 40 cân các chị này đến 60 cân cho em. Năm nay đang rất là hot màu hồng nha các chị ơi. Hot năm nay là hot, một là cái màu hồng này và hai là cái màu xanh ý mọi người. Cái màu xanh ý đó rất là đẹp luôn. Đó là hai màu hot trend của năm nay. K23 cho em nhé mọi người nhá. K23 và các chị kèm số tặng cho em là em nhận đơn này. Em xả tặng mọi người với giá sẽ là 49.000. 49.000 đồng cho em nhá. Cái chất này của em nó không hề là cứng. Nó không phải là chất thô đâu các chị ạ, mà nó là cái chất nó mềm cực kỳ mọi người. Chất siêu mềm và mát là các chị mà mặc nó nhẹ tênh luôn. 49.000 đồng mã hàng là K24 phải không? K23 cho em nhá. K23 cho em mọi người. Giá em chia các chị sẽ là 49.000. 49 các chị nhìn cổ xinh không mọi người? 49.000 cho em người này, cái cổ nó xinh dã man luôn này các chị ạ. 49.000 một chiếc nhá mọi người nha. Lên đơn cho em mã hàng sẽ là K23. Cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. Vừa đẹp mẫu này mà vừa bắt trend mọi người, mẫu này vừa xinh nhá mọi người nha. Lại còn rẻ nữa các chị này, có 49.000 thôi. 49.000 đồng một chiếc nhá mọi người nha. Lên giùm em mã hàng sẽ là K23 giùm em. K23 cho chị Núi Cẩm Dương. 40 cân các chị ạ, đến 60 cân. K23 cho chị Ngọc Mai. 40 đến 60 cân cho em nhá. Xinh lắm luôn các chị ạ. K23 và các chị kèm số điện thoại cho em. Trần Thị Tinh. K23 cho em các chị này. Tặng mọi người luôn nha các chị yêu nhá. K23 cho chị Ngô Hồng. Với giá sẽ là 49.000. Ui cái đẹp đẹp lắm luôn, ở ngoài xinh lắm ấy các chị ơi, 49.000 đồng cho em. Đây. Em rất là thích cái áo kiểu cái cổ của nó xinh nha mọi người. Cổ đẹp lắm luôn mọi người. 49.000. Cái này các chị ạ, mà một nhóm ấy mặc đi du lịch cho em mà đẹp thôi rồi luôn. K23 cho em các chị này. Em xả cho các chị mọi người này. 49.000. 49.000 đồng các chị yêu ơi. K23 các chị này kèm số lại cho em. Tôi sẽ anh ra kiểm tra cho em xem nào. Ba chục này là không phải mẫu này, là anh xem cho em một cái cọc nữa, không phải mẫu này. Ba cái này không phải. Ba cái này không phải mà. K23 giùm em mọi người này. 49.000. K23 cho chị Xoan Bùi. 49.000 một chiếc nha các chị nhá. Lên cho em mã hàng là K23 giùm em. K23 và các chị cộng số điện thoại cho em. Thơ Hoàng. Cho em cái mẫu màu hồng cổ tròn kia. Chị Toan Đào ạ. Màu hồng cổ tròn nhé. Rồi K23 cho em là em tặng các chị cái mã này mọi người. Tặng các chị một em này nhé mọi người. Tặng các chị một em combo cực kỳ cần thiết luôn. Một em combo siêu cần thiết nha các chị nhá, mà nhà nào cũng cần luôn. Nhà nào cũng ở trong góc màu hồng nhạt. Nhà nào cũng cần nha các chị yêu nhá. Đấy em này siêu siêu thích luôn. Đó. Sữa tắm trắng da các chị này. Mùa này các chị ạ là ai cũng phải dùng đến sữa tắm rồi. Bởi vì sao ạ? Cái mùa này mà các chị chỉ tắm bằng nước không thôi mọi người thì nó sẽ không thể nào sạch được hết cái mùi hôi. Không sạch hết được mùi chua của mùi mồ hôi. Bởi vì là cái mùa này các chị mồ hôi nó ra rất là nhiều luôn. Oi bức ra rất là nhiều mồ hôi và cái mùi nó rất là khó chịu luôn. Khi mình tắm bằng sữa tắm các chị ạ, vừa sạch vừa thơm. Đây là sữa tắm trắng da.
sữa tắm trắng da hương nước hoa nha các chị nhá. Rất rất là thơm luôn các chị nhìn cho em mọi người này. Đó. Em này rất là thơm. Hàng thì siêu phê cho quá mình luôn. Giá bình thường sẽ là 79.000 một chai. 79.000 là một chai sữa tắm trắng da các chị này. Bây giờ em sẽ tặng chi ân cho các chị là 49.000 hai chai. Mà em này nó rất là cần thiết các chị ạ. Nhà nào mình cũng dùng được. Và em này nha mọi người nha. Có một cái ưu điểm các chị này. Sữa tắm này cả mẹ cả bé đều tắm được cho em. Được chưa? Cả trẻ con người lớn đều tắm được cho em nha các chị nhá. Mà em chi ân cho mọi người chỉ với giá là 49.000 đồng một combo hai chai. 49.000 đồng hai chai sữa tắm trắng da. Sữa tắm trắng da mã hàng sẽ là K24. Sữa tắm trắng da các chị nhá, K24 49.000 một combo hai chai. 49.000 một combo hai chai, cái này là em chi ân. Chi ân để tất cả gia đình, tất cả mọi người đều có một combo sữa tắm vừa trắng vừa thơm, vừa mềm da và vừa mịn da cho em. Mà lại chỉ với giá sẽ là 49.000 đồng. 49.000 đồng nha các chị yêu nhá. Lên luôn cho em mọi người ạ. Mã hàng sẽ là gì ạ? K24 dùm em. K24 nha các bác nhá. K24 nha mọi người. Cộng số điện thoại cho em. Đó, hai chai mà mình có 49.000. Em tặng để các chị trải nghiệm. Riêng cái mã này các chị ạ, là tặng này, để các chị trải nghiệm cho em cái mã này. Siêu siêu rẻ cho các bác luôn nha mọi người nhá. Mà chỉ với giá là 49.000 đồng hai chai. 49.000 đồng các chị yêu ạ. Mình sẽ có là hai chai luôn nha mọi người nhá. 49.000 đồng hai chai. Các chị sẽ lên luôn cho em mã hàng là K24 các chị ạ. Kèm số điện thoại cho em nhé mọi người nha. Là bên em chốt đơn nha mọi người. Siêu siêu rẻ cho các bác luôn mọi người này. 49.000 hai chai. Khi các chị trải nghiệm rồi mọi người, các chị sẽ muốn là mua thêm là vài combo nữa để các chị về dùng dần cho em. Vừa trắng vừa thơm vừa mềm vừa mịn da cho em các chị ạ. 49.000 đồng hai chai nhé. 49.000 đồng hai chai. Mã sản phẩm là K24 giúp em. K24 các chị này. Kèm số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. Siêu siêu rẻ nha các chị yêu nhá. 49.000 đồng hai chai. 49.000 đồng hai chai các chị này. Lên dùng em mã hàng là K24 giúp em. Đây có một cái mã này xinh lắm các chị ạ. K24 cho chị Phương Phương. Có một cái mã này siêu xinh này sẽ bán chi ân cho chị Tươi Hoàng. Em sẽ bán chi ân nha các bác. Siêu siêu rẻ mọi người này. Chị Minh Khánh, chị Bảo Ngọc, chị Bích Bùi. Đây K24 cho chị Mai Hoàng, chị Ngọc Dương Nguyễn, chị Sen Nguyễn, chị Hồng Thanh, chị Trần Hoàng. K24 các chị này. Chị Mai Hoàng, chị Tiến Lê. K24 và các chị kèm số điện thoại cho em nhé mọi người nhé. K24 là 49.000 hai chai sữa tắm trắng da nha các chị. K24 cho chị Thúy Phạm, chị Đặng Thơm. K24 cho chị Thanh Nghiệp, chị Trần Hằng, chị Hồng Thanh, chị Ngọc Dương Nguyễn có rồi ạ. Cái đây là áo dây hàng Quảng Châu các chị này, áo dây len mông. 40 cân các chị nhá, đến 60 cân cho em các chị mặc vừa đẹp lắm nha mọi người. Cho chị Bình Hoàng. 40 cân nha các chị ơi, đến 60 cân cho em mã hàng là K25. K25 các chị này. Đây là áo dây nhá mọi người nhá. Áo dây các chị yêu này em tặng mỗi chị một chiếc nhá. Tặng mỗi bác mình một chiếc này luôn. Mỗi chị một cái này nha mọi người nhá, với giá sẽ là 39.000. 39.000 đồng các chị này. 39.000 đồng các chị sẽ lên cho em đúng cú pháp cho em nhá. Mình sẽ lên cho em mã hàng là K bao nhiêu nhỉ? K25 cho em. K25 các chị này, mỗi chị một áo dây. Đó, đây là áo dây, vải của nó sẽ là vải len. Áo dây này vải len mông tơ ghim xả 39.000. 39.000 đồng. Chị Tươi Nguyễn, chị Thảo Lê. 39.000 đồng các chị yêu nhá, mình sẽ lên luôn cho em. Mã hàng là K25 dùm em. Chị Phạm Huyền ơi, K24 là hai chai sữa tắm trắng da. K25 như các chị yêu nhá. K25 mọi người em xả cho mọi người các chị này. Xả sốc cho mọi người luôn. Với giá nha các chị yêu nhá. Sẽ là 39.000 đồng cho em một chiếc này. 325 cho chị Lý Cẩm Dương. 39.000 ạ, 40 cân đến 60 cân. 40 cân đến 60 cân cho em các chị mặc vừa. K25. K25 cho em các chị này. Chị Trinh có đơn K25. K25 và các chị kèm số mạng cho em. Xả cho mọi người siêu siêu rẻ nha các chị yêu nhá. K25 giùm em mọi người này. Tặng sốc cho các bác luôn. K25 K25 em xả các chị 39.000 mã này. Thanh Luyến,
39.000 mọi người. 39.000 một chiếc nha mọi người nhá. K25 xả siêu sốc cho các bác luôn này. Tặng quà cho mọi người nha các chị yêu nhá. Đây. Giá trị ân cho mọi người. 39.000 đồng. K25 mọi người, K25 thêm. K25 các chị này. Xả siêu sốc cho các chị luôn. Tinh quá luôn mọi người này. K25 các chị này. Giá chiên nó các chị sẽ là 39.000. 39.000 mọi người nhé. Áo dây len mông tô ghi cho em mọi người ạ. Hàng thuộc loại 1 phê. 39.000 đồng các chị này. K25 cho chị Bích Bùi 2 chiếc. K25 nhé mọi người nhé. Cộng số điện thoại cho em. K25 cho chị Phương Phương 2 chiếc. Chị Phạm Mai có K25. Rồi lên các chị một em áo xinh xinh. K25 cho chị Thơm Mân Tị. Áo này các chị này, các chị lên cho em mã hàng là K26 cho em mọi người này. Đẹp lắm nhé mọi người nhá. Rất là xinh luôn, 40 cân đến 60 cân cho em. 40 cân các chị này, đến 60 cân cho em là các chị mặc vừa. Đó. 65.000 một chiếc, em xả các chị em mã này 29.000. Chúng tôi cho chị Triệu Võ. 29.000 một chiếc các chị này. 29.000 một chiếc và em sẽ tặng các chị thêm một chiếc nữa là 2 chiếc. Là 29.000 là 2 chiếc. 29.000 đồng sẽ là 2 chiếc cho mọi người nhé. Các chị sẽ lên cho em. Đây, không nhầm các bác em tặng quà sốc đây các chị này. 29.000 một chiếc, tặng thêm các chị một chiếc nữa là 2 chiếc. Mã hàng là K26 cho em một combo đây mọi người này. Đây, 29.000 hai cái này luôn. 29.000 hai cái luôn. Ok chưa mọi người? Ok like chưa các bác ơi? Đây. Rồi, lên luôn cho em mã hàng K26, chỉ có chị nào mua trong line này mới được ưu đãi thôi. Chỉ có chị nào mua trong line này thì mới được ưu đãi nhiều như thế thôi nhá mọi người nhá. K26 giùm em. K26 nhé mọi người nhá. Cách số điện thoại cho em là bên em chốt đơn nhé mọi người nhá. K26 cho em mọi người này. Em tặng quà cho mọi người. K26 2 chiếc của chị Đỗ Minh Khang. K26 cho em 29.000 2 cái luôn. K26 cho chị Lý Cẩm Dương. 29.000 1 cái, tặng thêm 1 cái nữa là 2 cái. K26 cho chị Tiền Mê. K26 29.000 1 cái đã rẻ rồi, nhưng tặng thêm các chị 1 chiếc nữa cho các chị sướng luôn. K26 cho chị Như Thủy. K26 cho chị Đậu Bùi. Cho đơn cho chị Tà Hường. Chị Trúc Nhi có K26. Chị Lý Loan Huỳnh Thị có K26 mọi người. Chị Quý Vân có K26. K26 giúp em. Chị Hoàng Anh Nguyễn. K26 và các chị kèm số điện thoại cho em. K26 lấy 10 cái của chị Duyên Ni. 29.000 một cái đã rẻ rồi, em còn tặng thêm một cái nữa là 2 cái nhé các bác. Cho chị Nguyễn Xuân Phú. Giá nó có phê pha không mọi người? Giá quá là phê luôn các chị này. Chị Trần Nhung. K26 và các chị kèm số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. Chị An Nhiên tặng cho mọi người các chị này 29.000 đồng một cái, tặng thêm một cái là 29.000 được 2 cái. Thế là 29.000 các chị được 2 cái mọi người ạ. Lên cho em mã hàng là K26 cho em nhé. K26 cho chị Đỗ Dung. K26 và các chị cách số điện thoại cho em. K26 cho em các chị này 29.000 2 cái. 29.000 đồng là 2 cái mọi người. K26 cho chị Lý Phương. K26 29.000 là 2 cái. Chị Nguyễn Dương. 29.000 là 2 cái mọi người ạ. K26 giùm em. K26 các chị này cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn nhé mọi người nhé. 29.000 các chị được 2 cái. Chị Phan Xuyền. 29.000 các chị được 2 cái. Chị Hải. Lên cho em mã hàng là K26 giùm em. K26 và các chị cách số điện thoại cho em là bên em chốt đơn cho mọi người nhé. Siêu siêu rẻ cho các bác luôn. 29.000 được 2 cái mọi người. 29.000 mình sẽ được 2 cái luôn nha các chị nhé. K26 giùm em. Rẻ dã man, rẻ chưa từng thấy các chị ạ. 29.000 mình được 2 cái. 29.000 các chị được 2 chiếc luôn mọi người ạ. K26 và các chị kèm số điện thoại cho em. Rẻ siêu siêu rẻ luôn các chị ạ. 29.000. Rồi còn mấy cái áo nắng em cho em tặng luôn. Chị chiếc, chị Minh Khánh. Chị Lương Thị Kim Sương. Đây, cái nắng cuộn của em chị đây. Kim Sương lấy 24 cái K26 luôn. Cái nắng cuộn em còn sót ít tặng các chị này. Cuộn này có mấy cái ở ngoài kia nữa. Cái áo nắng cuộn này em còn ít các chị này, em xả không chọn màu nhưng em tặng mỗi chị một cái này luôn. Được chưa ạ? Cái này em xả không chọn màu nhá. Còn có mấy cái em xả không chọn màu, chị nào được cái nào xuống đây cho em. K27 cho em mọi người này. Em nói cái này em còn có mấy cái em xả nó không chọn màu luôn nhá.
40 cân đến 62 cân cho em. À cái này chỉ còn size. Anh ra ngoài đống ghế cho em xem là hay là chỉ còn size to. Em thấy mấy cái này mẫu toàn size to. Ở ngoài cửa ấy, trong cái thùng ấy. Để em xem là cái áo nắng này của em còn size gì nhá mọi người nhá. Ơ anh qua ngoài cửa này mà, anh đi đâu ấy? Cửa mà. Đợi em một xíu các chị, để em xem là cái áo nắng này của em còn size gì nhá. Tại vì em còn hơi ít. Sữa tắm là K24 chị ạ. Thế anh cho em cái size nhỏ vào đây đi, còn là size to này. Cầm cho em cái size nhỏ vào đây, cái này toàn size to này. Áo nắng các chị này, em tặng nốt nhá, cái tặng sấp cho các chị. Tại vì cái này còn ít thôi. Còn ít em xả không chọn. Áo nắng ngắn chị ạ. Mã hàng là đến vừa lên K bao nhiêu rồi nhỉ? K26 rồi. Bây giờ là K27. Áo nắng các chị là K27 nhưng em xả không chọn đâu các chị ơi, em còn đi em xả nốt. Có mỗi mấy cái em xả luôn 45.000 là các chị. Mỗi mấy cái các chị xả luôn các chị 45.000 đi cho nó hết. Đơn cho chị Phạm Ngọc Bích. Không chọn màu nha các chị ơi, 45.000. K27. 45.000. Không chọn màu cho em 40 cân đến 62 cân. K27 cho chị Sơn Tùng. Em xả luôn này các chị nhá. 62 cân đổ lại cho em 45.000 cho nốt. Đơn cho chị An Nhiên. 45.000 nốt cho hết thì chị các chị em xả không chọn màu đâu. Cao. Em xả không chọn màu đâu, 45.000 nốt K27 cho em. K27 cho em 45.000. Không chọn màu thanh lý 45.000. Áo nắng chưa bao giờ có giá này, không chọn màu thanh lý 45.000. Không chọn màu nha các chị, thanh lý 45.000 là các chị. 45.000 đồng các chị. Không chị Hằng, chị Hằng Mông ơi. 45.000 đồng các chị ơi, lên cho em mã hàng của các K27 giùm em. Chị anh Khang ơi, nhà em qua má mất rồi ạ. K27 các chị này cộng số điện thoại cho em. Em ra ôm cho em một đoạn áo đá màu đen. Quần sóc nhau đừng nói chuyện. Chị đang đỏ. Hết quần sóc rồi. Quần sóc nam hết rồi ạ. Quần sóc là hết rồi. Chúng ta cho chị Duyên My, chị Phạm K27 Tân. Là áo nắng này em xả không chọn màu nhá. 45.000 nốt thanh lý tặng nốt. Bích Hồng Vũ Thị. Tặng nốt không chọn màu 45.000, ai được chị cái nào hoan hỉ. Ai được cái nào hoan hỉ. Cái này em nói luôn là em đã tặng 45.000 là phải gọi là chị Huỳnh Nở. Siêu lỗ nhá. Em nói luôn đây là siêu lỗ, không phải là lỗ ít đâu ạ. Chị Nương Nguyễn. Em nhập những cái áo chống nắng, còn những cái em nhập là hàng tận 6 mấy nghìn rồi em tặng 45.000. Không chọn màu. Không chọn màu nha các chị nhá. Chị chết rồi, chị bán lỗ. Chị Trần Hương. Bán lỗ các chị này toàn 5 đến 10 cái này chết em. Các chị em còn có mỗi mấy cái thôi. Anh lấy cho em một loạt áo đá đen. Em xả không chọn hình đá. Các chị sẽ lên cho em mã hàng là K27 cho em. Áo nắng này em xả không chọn màu tối đâu Đỗ Dung ơi. Màu tối nào xóa bình luận của Đỗ Dung nha. Không chọn đơn của Đỗ Dung đâu. Mua màu tối thì chị mua hẳn chọn màu giá ở shop khác cho em, giá nguyên niêm, giá đêm ít, giá không sale. Rồi không chốt đơn của chị Đỗ Dung nha, xin phép. Xin phép đơn của chị Đỗ Dung là em tặng không chốt đơn. Được chưa, không có chọn màu tối đâu các chị ơi. Chọn màu tối em nói thẳng luôn là các bác đi mua hàng niêm ít, hàng không sale cho em. Bây giờ mua hàng thanh lý còn cái màu nào lấy màu đấy. Bây giờ là cứ đòi chọn màu thì thôi. Chị bảo là cho chị màu này màu kia cho nó nhanh luôn chị ạ. Cho nó vuông tròn chị nhá. Hàng 40.000 này cứ đòi chọn màu thì ai mà bán nó chị được cả chị Đỗ Dung. Không chất đồng của chị Đỗ Dung đâu nhá, chị Đỗ Dung nhá. Em không bán chọn màu đâu nên các chị lưu ý cho em. Các chị muốn mua chọn màu thì mình sẽ chọn cái shop nào mà người ta bán hàng nguyên ý thì mình mua. Đó, chứ còn hàng nhà em xả không chọn màu rồi thì không chọn màu đâu nhá chị nhá. Thu Hương ạ. Rồi em qua mã các chị này. Chị Tuyến Nguyễn. Chị Ninh Hà. Chị Ngọc Quý, chị Nguyễn Dương. Chị Nương Thị Kim Bây giờ Sương, em tặng nốt các chị. Chị Hoa Nguyễn Thị, chị Phong Vân, chị Dương Thị Thảo, chị Nương Nguyễn, chị Đầu Bùi. Áo đá các chị cho em rồi, em tặng nốt chị không chọn nhé, không chọn hình đá đâu, cùng là màu đen. Tất cả áo đá đều là màu đen nhưng hình nào của em cũng đẹp. Tất cả đều là màu đen hết nhá mọi người nhá. 40 cân đến 62 cân cho em. Chị có đơn. 40 cân các chị đến 62 cân cho em các chị cho em. Không có ạ. Áo đá nhà em cái nào cũng đẹp luôn. Em xả tặng các chị không chọn hình đá nhá. Em tặng luôn các chị 45.000, khỏi phải phờ lo luôn mọi người. Không phải phờ lo gì luôn, 45.000 đồng cho em này, 62 cân đổ lại mặc vừa. Không chọn hình đá đâu, hình đá nào cũng đẹp. Hình đá nào cũng đẹp. K28 cho em. 45.000. 45.000 đồng cho em thì làm gì để suy nghĩ gì các chị ơi. 45.000 đồng các chị này. 45.000 đồng các chị lên cho em mã hàng là K28 cho em. Này.
toàn hàng có những cái em nhập cả 69.000 này các chị này, có những cái nhập 65.000 này, tặng hết 45 này, tặng hết các chị 45.000 đồng nhé, 45.000 đồng các bác ơi, lên cho em mã hàng, để xong cái này áo dây anh ạ, lên luôn cho em mọi người này, bình luận cho em nha các chị yêu nhá. À, mình sẽ lên đơn cho em mọi người, mã hàng là K28 cho em nhé, K28 cho em, K28 cho em mọi người, 45.000 hết rồi các bác. K28 hai chiếc cho chị Lý Cẩm Dương, 45.000 hết, không chọn hình đá nữa cả, tất cả đều là áo đá màu đen em sạc, không chọn Tâu Vương hình đá, chị Trình Trinh 45.000 hết, chị Đương Lệ, chị Trình Hoan Hỷ, xả các chị 45.000 hết, Minh Đàm 45.000 hết các chị ơi. Mã hàng là K28. K28 này, 45.000 đồng K28 cho em. K28 45.000. Hai chiếc cho chị Trần Hương, 45.000 đồng các chị ạ, K28 cho em. K28 cho chị Nguyễn Toan, 62 cân nổi lại các chị mặc thường. K28 cho em. Chị Thanh Tùng Nguyễn Nhi, K28 và các chị kèm chỗ lại cho em 45.000. Chị Ngọc Tiến Nguyễn ok ạ, tặng các chị 45.000 đồng K28 cho em, 40 cân các chị ạ, 40 cân nha các chị yêu ơi, đến 62 cân cho em, 62 cân đổ lại là các chị sẽ mắc vừa, lên cho em mã hàng sẽ là K28, K28 các chị này cộng số điện thoại cho em là bên em chốt ơn nhé mọi người nhé, giả các chị 45.000, 45.000 đồng các bác ơi, 45.000 đồng các chị này, mình sẽ lên đơn cho em mã hàng là K28 cho em, K28 các chị này, hình đá nào cũng rất rất là đẹp các chị ạ. Đây thuốc ngứa em còn nên chị này, thuốc ngứa các chị hỏi nãy giờ rời mới lên được. Thuốc ngứa nha các chị nhá. K28 hai chiếc cho chị Mai Quỳnh, chị Khánh Linh, chị Lê Thủy hai chiếc, chị Hoàng Thị Tuyết, chị Phạm Ngọc Bích, chị Nguyễn Huyền, chị Bích Hồng, Nguyễn Thị. Thuốc ngứa thần thánh nha các chị yêu ơi. Thuốc ngứa này mọi người này, chị Phạm Tuyền thì phải gọi là siêu nhạy. Chị Phạm Tuyền này hai chiếc. Thuốc ngứa này phải gọi là siêu siêu nhạy nha các chị nhá, mà các chị mua toàn là 5 tuýp, 10 tuýp thôi. Đó, thuốc ngứa nhà em mọi người này phải gọi là siêu siêu nhạy luôn. Trẻ con dùng được, người lớn dùng được. Trị tất cả các loại bệnh về da, các loại bệnh ngoài da mọi người ạ. Đó, nấm này, hắc lào này, lang ben này, muỗi đốt, côn trùng đốt cho em, nấm móng chân, nấm móng tay, nấm đầu cho em luôn mọi người, đều rất là nhạy cho em nha các chị nhá. Mà nó tiện lợi này các chị này. Đó, trong nhà các chị, nhà nào cũng phải nên có vài tuýp thuốc ngứa để sẵn trong nhà cho em. Cái này em chia cho các chị là 29.000 một tuýp, 29.000 đồng một tuýp thuốc ngứa. Mọi người sẽ lên cho em mã hàng là K29 giúp em, K29 nhé mọi người nhá. Cộng số điện thoại cho em là bên nhận đơn, K29 mọi người ạ. Kèm số điện thoại cho em là bên em chốt đơn nha các chị yêu nhá. Với cái mã này thì em sẽ chi ân cho mọi người với cái giá là 29.000 đồng một tuýp, 29.000 đồng các chị. Lúc nào ví dụ như là cái tuýp này nó nhỏ gọn ấy mọi người, thì các chị sẽ để cho em một tuýp trong túi sách của mình, để một tuýp trong cốp xe của mình hoặc là cốp xe hoặc túi sách của mình các chị ạ. Nó rất là nhỏ gọn, nó tiện lợi vô cùng. Nếu như mình đi đâu các chị ạ, chẳng may mình bị dị ứng mẩn ngứa gì, các chị bôi vào cho em một lúc xong nó tịt luôn. Đó, hoặc là bị nổi mé đay cho em bôi cũng siêu nhạy các chị này, mẩn ngứa cho em bôi cực kỳ là nhạy nha các chị nhá. Đó, 29.000 thuốc ngứa thần thánh các chị này. Đó, nếu như mà nó không nhạy thì người ta sẽ không đặt cho nó cái tên là thuốc ngứa thần thánh đâu các chị ơi. 29.000 đồng một tuýp cho em nha mọi người nhá. Đó, nhỏ nhưng mà nó có võ các chị ạ. 29.000 đồng các chị sẽ lên đơn cho em mã hàng là K29, kèm số lượng cho em là một tuýp hoặc là 2 tuýp hoặc là 3 tuýp hoặc 5 hoặc 10 tuýp cho em, kèm số lượng bên sang bên cho em luôn nhé mọi người nhé. 29.000 đồng thôi, 29.000 đồng các chị ạ. Mã sản phẩm là K29 nhé mọi người nha, kèm số điện thoại cho em là bên em nhận đơn. Chốt đơn cho chị Nguyễn Thúy, chị Nguyễn em này các chị ạ, trẻ con dùng K29 được, cho chị Lý Cẩm người Dương, lớn dùng được, người Nam, già dùng được cho em, chị ai Lê, cũng dùng được nha các chị yêu nhá. Đó, mã sản phẩm của em sẽ là K29, K29 các chị yêu này. Đây, Hoan Hỷ có K29, rẻ dã man luôn nha các chị yêu nhá. Em tặng các chị 29.000 đồng. Phương Nam, chị Hải Anh 29.000 đồng thôi các chị, chị ơi. Nguyễn Hà 2 chiếc. Lên giúp em mã hàng sẽ là K29 cho em nhé mọi người nhé. K29 cho chị Lê Hoàng. Em này thì siêu siêu nhạy cho mọi người luôn.
K29 mọi người này. Có chị lấy 10 tip, có chị lấy 20 tip các chị ạ. Bởi vì nó rất là nhạy nhé mọi người nhá. 29.000 đồng. 29.000 đồng các chị ạ. Lên đơn cho em mã hàng sẽ là K29 cho em. Chị Phan Nương lấy 3 tip. K29 các chị này kèm số điện thoại cho em nhé mọi người nhá. Trời ơi phê quá mọi người. Siêu phê cho các bác luôn mọi người này, 29.000. Chị Tuấn Lê 29.000 đồng các chị này. Lên đơn cho em mã hàng sẽ là K29 nhé mọi người nhá. Nhưng nách cho các bác luôn mọi người. Đây. K29 kèm số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. K29 nhé mọi người nhá. Số điện thoại cho em là bên em chốt đơn mọi người 29.000 đồng. Chốt đơn cho chị Hương Nghiêm. Thích là mê chợ. Em nói thật với các bác là riêng cái tuyếp thuốc ngứa này của nhà em nhé mọi người. Siêu nhạy luôn. Chị Đào Phượng lấy 5 tuyếp. Em nói thật là siêu nhạy luôn các chị, dùng là thích, dùng là phê, dùng là nghiện luôn. Có những chị mà các chị mua những cái loại thuốc mà rất là đắt tiền nhưng mình bôi cũng không đỡ. Đó. Nhưng mà riêng em này của em các chị này thì cực kỳ là nhạy luôn nhé mọi người nhé. 29.000 đồng. 29.000 đồng các chị này. Mình sẽ lên đơn cho em mã hàng là T29 cho em nhé mọi người nhé. K29 cho em. K29 cho chị Loan Nguyễn. K29 cho em mọi người này. Cách số điện thoại cho em nhé mọi người nhé. Là bên em chốt đơn. Okay, rồi em qua mã các chị này. Chúng ta cho chị Thùy Dung. K29 mọi người này cộng số điện thoại cho em nhé mọi người nhé. Là bên em nhận đơn. Rồi qua mã cho các bác nhé mọi người nha. Là cho em cái áo sơ mi xanh than anh ơi. Tặng các chị cái sơ mi xanh than kia. Đây là các chị mà em sơ mi siêu xinh mọi người này. Hai chị cho chị Trần Hằng. Chị Thu Lá có đơn ạ. K292 tuyết cho chị Ngọc Thanh. Chị Hương Nghiêm có chị ơi. Chị có đơn ạ. K293 tiếp cho chị Trần Duy. Rồi em sơ mi siêu đẹp các chị này. Một em sơ mi siêu đẹp nha các chị yêu nhá. Đấy. Mình sẽ lên cho em mã hàng là K30 giùm em. K30 các chị này, 40 cân đến 60 cân cho em nhá. 40 cân các chị yêu ơi, đến 60 cân cho em là các chị mặc vừa. Em cũng tặng các bác luôn 39.000. 39.000 đồng các chị yêu nhá, có ít đâu mọi người này. Mình sẽ lên luôn cho em mã hàng là K mấy nhỉ? K30 giùm em. K30 nhá mọi người nhá. Cho chị xem lý. K30 cho em, 40 cân đến 60 cân cho em các chị mặc vừa. Cái này 39.000 nhiều chị không tin đâu mọi người ạ. Đẹp lắm luôn, em xả 39.000. Vừa đẹp các chị này, vừa rẻ mọi người này. 39.000 đồng cho em nhá. Mã hàng sẽ là K30 giùm em. Cho chị Khôi đã. K30 các chị này cộng số điện thoại cho em nhé mọi người nha. K30 39.000 đồng áo này cho em. Cho chị Đàm Thị Mai 39.000 đồng các chị yêu nhé. K30 cho em 39.000 đẹp chưa? K30 đẹp dã man các chị cổ cho em mọi người này. Sang xịn luôn nhé mọi người nhá. 39.000 mọi người. Lên cho em mã hàng là K30 giùm em. K30 cho chị Phạm Mai 29. K30 các chị này. Đẹp lắm luôn mọi người ạ. 39.000. 40 cân đến 60 cân. Cho chị Bình Nguyễn 2 chiếc. 40 cân nha các chị ơi, đến 60 cân cho em. Bông tuyết. Là các chị sẽ mặc vừa. Lên cho em mã hàng là K30. Bích Ngọc. K30 và cộng số điện thoại cho em mọi người. Là em chốt đơn nha mọi người nha. K30 cho chị Công Vương. Siêu rẻ đó các chị luôn mọi người này. K30 cho chị Sơn Hương áo dài. K30 và kèm số lại cho em. Siêu rẻ là các chị luôn mọi người này. K30 giùm em mọi người này. Tặng các chị yêu mình là 29.000. À 39.000. 39.000 một chiếc nhá mọi người nhá. Mã hàng là K30 cho em. K30 và cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. Đẹp cực kỳ mọi người ạ. Đây. Tri ân cho mọi người này, vừa bán vừa tặng. Vừa bán vừa tặng cho các bác mình nhá mọi người nhá. 39.000. 39.000 đồng các chị ơi. Lên giúp em mã hàng sẽ là K30 cho em. Đẹp quá mọi người. Xinh chua. Màu cũng đẹp luôn các chị nhá. Màu này cũng đẹp cho em luôn mà giá chỉ có 39.000 đồng thôi. 39.000 đồng một chiếc mọi người này. Cảm ơn chị Sam chị nha.
mã sản phẩm của em là K30 cho em. K30 các chị này. Xinh lắm luôn đấy các chị nhá. K30 cho chị Nguyễn Dương. Em mẫu này của em còn 2 màu các chị này. K30 cho chị Thảo Thảo 2 chiếc. Một tặng một nhạt này em xả. Cái mẫu này em còn 2 màu em xả không chọn màu nha các bác nhá. K32 chiếc cho chị Lê Thoa. Thì em xả rẻ cho các bác nốt luôn này. K30 cho chị Nguyễn Thị Loan. Em còn chị Hoàng Thị Nguyễn cứ để lại số điện thoại cho em ạ. K30 cho chị Sen Lý. K30 cho chị Triều Võ. K30 và các chị kèm số lại cho em nhé mọi người nhé. Là em chốt đơn. Mỗi bác chia sẻ với em một lượt mọi người này. K30 cho chị Tuấn Đê. Đẹp lắm luôn các chị nhé. Thêu hoa này. Mã này em còn 2 màu các chị em xả. K30 cho chị Hiền Đào. Xịn lắm, cái này hàng xịn. Chị Hằng Nga được, chị gái ơi, cứ nhắn vào đấy là được ạ. Rồi cái này em còn 2 màu các chị nhá. Còn 2 màu em xả không chọn màu. Cái này em còn 2 màu các chị này. Em xả không chọn màu K31 cho em. Cái này là 260 đấy mọi người. Em xả nốt 39 này không chọn màu nhé. 39 này đẹp lắm, 40 cân đến 56 cân. Áo này em xả không chọn màu nha các chị yêu này. Cái nào cũng đẹp luôn. Cái nào cũng rất rất là đẹp. Em xả 39.000. 39.000 đồng các chị nhìn cho em này. Tay này xinh chưa mọi người. Tay đẹp dã man nhưng em xả không chọn màu các chị ơi. 39.000 đồng. 39.000 đồng một chiếc. Mình sẽ lên cho em mã hàng là K31 phải không nhỉ? K31 giùm em mọi người. K31 cho em nhé mọi người nhé. K31 cho em xả 39.000 không chọn màu. 39.000 đồng một chiếc mọi người này. Xinh lắm luôn đây các chị ạ. Đây, các chị nhìn cái hàng mát này các chị biết là hàng xịn rồi mọi người. 39.000 đồng cổ xinh cho mọi người. Cổ bèo bèo rất là xinh luôn. Cổ xếp ly bèo nha các chị nhé. Lên luôn cho em mã hàng sẽ là K31 cho em. K31 các chị này cộng số điện thoại cho em nhé. 40 cân đến 56 cân cho em. 56 cân đổ lại các chị mặc vừa. K31 cho em các chị này. Chút đông con thì nhắn được chị ơi. K31 kèm số lại cho em nhé. K31 chút đơn cho chị Nghĩ Cẩm Dương 2 chiếc. Chị Tiến Lê có đơn. Xả 39.000. Triệu Võ 39.000. K31 cho em này 40 cân đến 56 cân. K31 cho chị Mai Quỳnh 2 chiếc. Màu nào cũng đẹp các chị ạ. 39.000. Chị Úc Tiêu Tây là hoa theo hết các chị ạ. Đây mà theo hết các chị 39.000. Ok ạ. 39.000 các chị ơi. K31 cho chị Tạ Duyên. K31 và các chị kèm số mạng cho em. K31 cho chị Yêu Vợ. K31 cho em mọi người này. K31 cho chị Thương Thương 2 chiếc. Cho đây cho chị Hiền Nguyễn. Cho em cái áo bờ ra. K31 2 chiếc cho chị Bông Tuyết. Kem chống nắng em còn chị Trúc Cao ơi. Thế mẫu ở đâu? Ai lấy kem chống nắng trước bên ngoài cho em biết không để mẫu cho chị nó. Chúng ta cho chị Hiền Nguyễn. K31 cho chị Ngọc Bích, chị Hằng Nga. Cái này em còn một màu hàng. Cái này em còn một bằng này hết sạch các chị ạ. K32 cho em xả các chị 29.000. Còn một bằng này hết sạch các chị này. Đây. Em tưởng là vẫn còn đủ màu hết sạch. Okay, chị okay. Áo bra nhà em hết sạch các chị. Em còn một bằng này cá thôi nhé mọi người nhé. Các chị lên cho em mã hàng là K32 cho em. Chị Nguyễn Thị Thu Hiền. K32 các chị để em xả các chị em mình là 29.000 đồng. 29.000 đồng cái áo bra mọi người này. Bra này của em không phải là bra trơn mà bra phối gen. Mà gen này của em nó không phải là gen trơn mà là gen hoa luôn. Gen hoa rất là đẹp luôn các chị ạ. 29.000 đồng anh cho chất nóng em. Mã này các chị sẽ lên luôn cho em này. Anh hộ em bới đây. Mã này nha các chị nhá. Đây. Mình sẽ lên đơn cho em mã hàng là K32 giùm em xả 29.000 mọi người. 30 cân nha các chị yêu nhá. Đến 60 cân cho em cho em vẫn có tưởng là còn đủ màu cơ. Mà mã này em xả rẻ quá nên hết sạch màu rồi. Hết sạch rồi các chị ạ. Mình sẽ lên đơn cho em mã hàng là K32 cho em nhá. Giá chỉ có 29.000 đồng áo bra. Cái kia nó hút nó không có mắt. K32 các chị này 29.000 đồng. Anh đửa nó ngồi lên một chút.
Được. K32 cho em này. Ta hết chân. Mang K32 để em một chút để em đọc em đang tè chân. Bé váy cho vợ em, vợ em nóng quá. Chúng ta cho chị Sam chị 2 chiếc K32 các chị này. Kiều, chị Phạm Lan K32 các chị này, cộng số điện thoại cho em K32 2 chiếc cho chị Sơn Tùng K32 các chị này. Chị Nguyễn Nga, chị Thu Vũ K32 nhé mọi người nhé. Chị Thùy Dung, chị Lê Thủy, chị Hà Dương, chị Xem Lý K32 các chị này. Em tặng các chị là 29.000 29.000 các chị yêu ơi. K32 2 chiếc của chị Khánh Ninh K32 dùm em 29.000 29.000 mọi người nhá, 30 cân đến 60 cân cho em hết sạch không còn màu gì mọi người ạ. Áo bra xinh lắm luôn còn màu da. Còn màu da nha các chị nhá, xả cho mọi người là 29.000. 32 cho chị Nam Đình. 29.000 các em đến chị Hằng Nga, chị Nguyễn Việt. K32 các chị này. Chị Nguyễn Việt rồi ạ. K32 2 áo cho chị Tuyến Nguyễn. K32 cho chị Sơn Hương áo dài. Chị Xem Lý. Hai chiếc của chị Sơn Hương áo dài, ok chị gái ơi. Chốt đơn cho chị Nguyễn Việt. Chị Tuyến Nguyễn 2 chiếc. Sẽ tặng các chị một mã siêu sốc anh. Ô tô, ô tô. Sẽ tặng các chị một mã siêu sốc mọi người này. Ôi trời ơi. Xách xái cả tay các chị ơi. Em đi tìm các chị một cái mã này mà em xách xái cả tay các chị ạ. K32 cho chị Nguyễn Lan Minh 3 chiếc. Chị Hằng Nga. Mỗi bác chia sẻ giúp em một lượt nhé mọi người. Bác nào mình chưa chia sẻ thì các chị bấm chia sẻ livestream giúp em. Đẹp lắm mọi người ạ, bộ này đẹp lắm, tặng quà các chị nhá. Chúng ta cho chị Trần Thị Hà, chị Khánh Nguyễn, chị Mít Cam, chị Quyên Lý, chị Dung Lý, chị Gái Căn. Bộ này ai được người hoan nghỉ cho em Mai này. Hương. Bộ lửng nha các chị nhá. Bộ lửng này thì rất rất là đẹp em luôn. Em không có chị Ngọc Diễn Nguyễn ơi. Bộ lửng này nhà em thì rất rất là đẹp chị luôn các chị này. Chị Nguyễn Út nhà em bán rồi đấy chị ạ. Ôi. Bộ này nha các chị yêu ơi, 40 cân đến 60 cân cho em. Hai áo cho chị Hồng Quyên, cho chị 40 cân các chị này, đến 60 cân cho em nhá. Đây. Ai mua bộ này của nhà em rồi các chị biết rất là đẹp. Bây giờ em còn nhiều họa tiết các chị nhìn này. Còn nhiều họa tiết nha, em xả không chọn. Em xả không chọn này. Đây. Quần của em sẽ là quần lửng mọi người ạ. Quần lửng các chị yêu nha, em xả các chị này K33 cho em. K33 em xả mỗi chị một bộ này 39.000. 39.000 nhá mọi người nhá, mỗi chị một bộ giùm em. Được chưa? Bộ này thì em bán đã rất rất là nhiều luôn rồi. Em bán bộ này 59.000 thôi, em xả các chị 39.000 bộ này. Xả 39.000 bộ này các chị yêu ơi. Mình sẽ lên cho em mã hàng là K33 nhỉ? K33 nha các chị nhá. Cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. K33 cho chị Nguyễn Định. Cái bộ này nhà em xả không chọn màu nha các chị ơi. Em tặng nốt 39.000 không chọn màu. 39.000. Em xả 39.000 không chọn màu được mọi người. Tại vì mỗi màu nó còn một bộ thôi ấy. Mỗi màu nó chỉ còn một bộ thôi. Em xả không chọn màu. Chị Lý Cẩm Dương mã nào cũng đấy nhiều. Mai phải cọc cho em là cọc cho em nhà em mới đi hàng nhá chị nhá. Chị Lý Cẩm Dương 2 bộ. Đây. K33 cho em các chị này, xả các chị 39.000. Quần lửng chị ạ. Bộ này của em là hàng quần lửng nhá các chị ơi. 39.000 đồng nhá mọi người nhá. 39.000 đồng. K33 dùm em. K33 các chị này cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. K33 cho chị Trần Hương. K33 dùm em mọi người này. Chị tha thứ lỗi lầm. K33 và cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn nhá. Chị Nguyễn Nga. Xả ra các chị mọi người này. Tri ân cho mọi người nha các chị yêu nhá, sẽ là 39.000 một bộ.
39.000 một bộ nha các chị yêu nhá. Lên đúng mã cho em là K33 cho em bộ quần lửng nó chất đẹp. K33 cho chị Hương Đào. Bộ này rất rất là mát luôn các chị này. K33 và cộng số điện thoại cho em. K33 cho chị Bông Tuyết, chị Thúy, Kim Quý, Lê Thủy 2 bộ. Chị Vũ Thủy 4 bộ. Chị Trần Hằng. Em xả các chị mọi người này. Chị Nguyễn Huyền, chị Ngô Thái Đức. 39.000. 39.000 một bộ các chị ơi, K33 giùm em. Xả 39.000 đồng nha mọi người nhá. K33 cho chị Phạm Tâm. Chị Thu 10, 2 bộ. Lên cho em mã là K33 giùm em. Chị Việt Hương 2 bộ. Chị Phạm Ngọc Bích 39.000. Chị Kiên Lý 39.000 các chị ơi, K33 giùm em. K33 và cách số điện thoại cho em là bên em xuất đơn. Hoàng Trâm 2 bộ. Anh cho em cái áo vàng ngoài cửa. Chị Tuyết 2 bộ rồi ạ. Áo vàng ngoài cửa anh. Chị Nguyễn Nhài, chị Thúy Phạm. Rồi em qua mã cho chị một này. 50k cho chị Nghi Cẩm Dương. Cái gì nhé nhỉ? Áo vàng đây đây. Đây 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 đây. Mấy chồng. Rồi mọi người, cái mã này em xả các chị mọi người này. Tức là cái mẫu này của em nhé mọi người nhá. Cái mẫu này của em ý, thì là nó nữa đây, một cục nữa đi. Cái mẫu này của em cùng là áo zip màu vàng. Cùng là áo zip màu vàng các chị này. Nó sẽ có nhiều kiểu, em xả cùng một màu nhá, em xả cùng màu vàng. Cùng một màu vàng các chị này, nó sẽ có nhiều kiểu khác nhau. Em chỉ xả là chọn màu vàng không chọn kiểu nhá các chị nhá. Chỉ xả là màu vàng không chọn kiểu cho em mọi người ơi. Mã hàng là K34 cho em. K34 giùm em mọi người này. K34 nha các chị yêu ơi. Tắt này. K34 giùm em nha các bác nhá. Em này em sẽ tặng sốc cho các chị luôn, gọi là thanh lý cho các bác mình. Chốt đơn cho chị Lê Thoa, chị Nguyễn Mừng, chị Huỳnh Lệ Thanh, chị Nguyễn Thị Thu Hiền, chị Võ Thị Ngọc Phụng, chị Hiền Nguyễn. Cái này là em sẽ chỉ xả là màu vàng nha các chị nhá, không chọn kiểu, nó có mấy kiểu cơ. Chị Đương Lê. Nó sẽ có nhiều kiểu khác nhau. Chị Anh Minh. K34 cho em cái này hàng 69.000, giờ em xả nốt 39.000. 69.000 em xả nốt các chị là 39.000. 40 cân đến 60 cân. 40 cân các chị ơi, đến 60 cân chị, em chỉ chọn màu vàng không chọn kiểu, các chị, nó có nhiều kiểu lắm. Chị Đương cho chị Hoài Trần. Nó có nhiều kiểu nhưng em chỉ xả màu vàng thôi chứ không chọn kiểu đâu. K34 cho em để xả 39.000. K34 cho em các chị này. 39.000 một chiếc cho em nhé mọi người nhá. Lên cho em mã hàng là K34 cho em. Kiểu nào cũng rất là xinh. Kiểu nào cũng rất là xinh các chị này, mà chỉ có 39.000 thôi. 39.000 một chiếc nhé mọi người nhá. Ai lấy một chiếc là một kiểu, hai chiếc sẽ là hai kiểu cho em. Đẹp quá trời luôn mọi người. 39.000. Chị Thu Vũ, chị Phan Kiều. 39.000 các chị nhá. Lên cho em mã hàng là K mấy nhỉ? K34 giùm em mọi người. K34 nha các chị nhá. Cộng số điện thoại cho em. Đây. Không số nó đâu hồi trưa đâu nhá. Chị ở đâu hồi trưa nhà em đi hàng rồi đấy ạ. Đơn trưa và tối nhà em đi hàng riêng, không có chị đi chung đơn nhá mọi người nhá. Gọi điện rồi là nhà em đi hàng rồi đấy. K34 cho chị Ngô Tài Đức. K34 cho em có chị này xả có 39. Nhưng hàng này hàng trước là hàng 99 đấy. Mã này trước là hàng 99 đấy các chị ạ. Nhiều lắm. K34 2 chiếc cho chị Bảo Ngọc. Chị nào lấy 2 chiếc là 2 kiểu, 1 chiếc là 1 kiểu. K34 2 chiếc chị Bích Bùi. Xả là các chị mình là 39.000, hàng 99 thì xả 39.000. K34 cho chị Phạm Mai. 99.000 em xả các chị 39.000. K34 2 chiếc cho chị Thảo Nguyễn. 39.000 đồng các chị này, K34 giùm em. K34 cho chị Tiến Lê. K34 và các chị kèm số điện thoại cho em. Xả siêu sốc cho các chị luôn nha mọi người nha, 39.000 cái nào cũng đẹp mọi người. K34 2 chiếc cho chị Hà Lê. Cái nào cũng đẹp và cái nào cũng xinh nha mọi người nha. 39.000 đồng cho em. K34 cho chị Niên Cao. K34 cho chị Niên Cao. 39.000 đồng các chị này. Lên cho em mã hàng là K34 giùm em. K34 và cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. 39.000 một chiếc nha mọi người nhá. K34 giúp em mọi người siêu rẻ cho mọi người luôn. Xả rẻ hết nhá mọi người nhá. Có K34 cho chị 39.000. 2 chiếc. 39.000 đồng các chị ơi. 39.000 đồng các chị này, K34 còn mấy cái nữa. K34 chị Bích Bùi. Còn mấy cái nữa là hết rồi các chị này. Chị Võ Thúy. K34 giùm em mọi người này.
chị Ngọc Dương, chị đấy. Kim Phụng. Cái em cái màu xanh ấy, có mấy cái chưa? Cái áo màu xanh của mấy cái em tặng có một tập cái đấy màu xanh ấy anh. Tập cái áo bra. Cái 34 cho chị Hằng Nguyễn, chị Trần Thị Thư. Có một tập cái áo bra màu xanh ấy. Đây em. Ừ. Rồi cái này có một tập các chị ạ, K35 cho em. Đẹp. Đây. K35 nha các chị, cái này hàng cao cấp. Cái này hàng cao cấp 99 em xả tặng các chị em mình luôn nhá. Chị Đương Lê. 99 em xả các chị em mình 29.000 mã hàng là K3 mấy nhỉ? K35 có mấy cái đó mọi người ạ? Này, có mấy cái như K35 cho em. K35 nha các chị yêu ơi. Đây. Chỉ có ít thôi các chị này. Chị Hằng Nguyễn, chị Hai em Lê. Xả luôn các chị là 29.000. Đẹp chưa mọi người ơi. Cái này của nhà em siêu xuất sắc nha các chị nha. Cái này hàng hot girl đó mọi người. Người ta bán nó toàn là 99.000 thôi các chị ạ. 99.000 em xả các chị là 29.000. 29.000 một chiếc mọi người này. Lên luôn rồi em mã hàng là K35. K35 cho em nhé mọi người nhá. K35 cho em một em mặc bộ đai siêu xinh. Em này mà các chị mặc đi bơi mọi người. Cái này mà mặc đi bơi cho em thì siêu đẹp luôn mọi người ạ. Đây. K35 2 chiếc. Co giãn các chị này. K35 cho em chiếc cho chị Võ Thị Ngọc. 29.000. 29.000 đồng các chị ơi, K35 giùm em. 29.000 một chiếc nha mọi người nhá. Lên cho em mã hàng là K35. Tài Đức. K35 các chị này 29.000 có mấy cái thôi. Chị Mạnh Dép ạ. Mã hàng là K35 các chị ơi. K35 mọi người này cộng số điện thoại cho em. Chị Phạm Lan. K35 giùm em mọi người này. Có đó chị ơi. K35 nha các chị yêu nhá, 29.000. 29.000 đồng các chị yêu này. Lên cho em mã hàng là K35 cho em xinh xắn quá mọi người, 29.000. 29.000 đồng một chiếc mọi người này. Cho em một cái tập màu đỏ, một tập màu đỏ cái này. K35 chị Hằng Nga. Rồi. Một tập các chị là có một tập màu đỏ các chị này. K35 chị Bùi Thu Hiền. Ôi xinh quá mọi người ơi. Sợ thật. Sợ thật luôn, đúng em này mặc thì không chê vào đâu được các chị yêu nhá. K35 cho em mọi người. K36 cho chị Tuyến Nguyễn. K36 màu đỏ 36. K35 2 chiếc cho chị Hồng Quyên. Màu đỏ 36 à? Màu đỏ là K36 các chị ơi. Màu đỏ là K36 cho em các chị nhìn lớp lớp bên trong của em mọi người này, nó xịn sò chua. Đây. K36 cho em 29.000. 29.000 đồng nha, 60 cân đổ lại cho em yêu. Màu xinh quá mọi người, gen đẹp chưa? Nó xinh ơi là xinh luôn đó mọi người. Đây. Đó, từng cái gen này cho em mọi người này, đẹp nhức nách nhá. K36 cho em 29.000. 29.000 đồng các chị này. Lên cho em mã hàng là K36 cho em mọi người nhá. Cộng số điện thoại cho em. Đây. Chúng tôi cho chị Nguyễn Định 2 chiếc. Chỉ có bằng này cái là hết không? K36 mọi người này. 29.000 cho mọi người. 29.000 một chiếc nhá mọi người nhá. Lên giúp em mã hàng là K36 giúp em. K36 mọi người này xinh lắm, mẹ mày đẹp cực kỳ mọi người ạ. Chị ân cho mọi người. Chị Khánh Linh. 29.000. K36 cho chị Nguyễn Phương Mai. 29.000 mọi người. 29.000 đồng một chiếc mọi người này. Lên cho em mã hàng là K36 nhá mọi người nhá. Cộng số điện thoại cho em. Em này mà các chị nhìn hàng không đẹp không lấy tiền. Nhận hàng không đẹp không lấy tiền nhá mọi người. Lên cho em mã hàng là K. Chúng ta cho chị Trang Trang Bùi. Mã hàng là K36 mọi người ạ. K36 các chị này kèm số điện thoại cho em là bên em chốt đơn nhá. Rất rất là đẹp cho mọi người luôn. Em này vừa đẹp vừa xịn. Vừa đẹp mà vừa xịn nữa mọi người ạ. Xinh ơi là xinh luôn các chị này. Đó, 29.000 một chiếc. 29.000 một chiếc nha các chị yêu nhá. Lên đúng mã hàng cho em là K36 giùm em. Cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn mọi người này. Được kiểm tra hàng trước cái thanh toán cho em nhé mọi người nhá. Phí ship nhà em đồng giá là 30 chị ơi. Ship mỗi đơn hàng đồng giá sẽ là 30.000 nha các bác nhá. Đó, tiền ship đồng giá 30 các chị mua bao nhiêu sản phẩm mọi người ạ? Mua bao nhiêu sản phẩm thì phí ship của nhà em cũng sẽ là 30.000 đồng nha các chị yêu nhá. Mình cứ lên đúng mã cho em là các bác sẽ có đơn. K36 giúp em mọi người này. Là giá sẽ là 29.000. 29.000 đồng một chiếc nhá mọi người nhá. K36 2 chiếc cho chị Phạm Lan. Cho đơn cho chị Thu 10. K36 này. Chị Hồ Mai. K36 giúp em mọi người này. Chị Bích Nguyễn. Rồi mọi người em nghỉ like nhé mọi người. Chị Thảo Thảo. Các bác có đơn thì mình sẽ để ý cho em điện thoại. Mai bên sẽ gọi các chị để chốt đơn. Bây giờ em sẽ nghỉ like nhé mọi người nhá. Bye bye cả nhà nhé mọi người. Bye bye các chị ạ. Chị Ngọc Hiền.